Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1026, thần thức đọc sách Pháp 2. Hiện tại ta có thể xác định, lời mới vừa nói là đúng. Đúng vậy a à, nhất định là Trương Sư làm, nếu không, sao có thể hỏng được. Nếu như nói đối cứng mới làm cho đào Hà Chi Thư biến thành pháo hoa, có phải Trương Sư gây nên hay không thì bọn họ còn có chút trần chờ và nghi ngờ. Như vậy hiện tại bọn hắn đã có thể khẳng định một cách tuyệt đối, 100% là do hắn làm. Cái tên này đã có tiền lệ, không phải là hắn thì sẽ là ai đây? Nhìn qua, nhất định Hồng sư sẽ lại muốn khóc, đồ vật từ tổng bộ mượn tới, tới tay hắn lại bị hỏng, tội danh rất lớn, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Thầm nghĩ xong, tất cả đều dùng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía lão giả trên đài. Đang muốn an ủi một câu, vừa nhìn qua thì con mắt mọi người lần nữa trợn tròn. Chỉ thấy Hồng Sư nhìn thấy Đào Hà chi thư nứt ra, chẳng những không có một chút sốt ruột và thương tâm nào. Ngược lại còn hưng phấn tới mức hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động mà đỏ lên, sắp nhảy dựng lên. Đây là tình huống gì? Đây không phải là vật mà ngươi ừ tổng bộ mượn tới hay sao? Bị làm hỏng, không phải nên khổ sở và mất tinh thần hay sao? Làm sao lại giống như An Xuân dược, kích động tới mức run rẩy vậy? Ồ, Hồng Sư sao vậy? Hai cửa trước Trương sư làm hỏng đồ vật đều có vẻ mặt không vui, lần này làm sao lại hưng phấn như thế chứ? Triệu Phi Vũ cũng rất là nghi hoặc. "Đoán chừng, đoán chừng." Khang Đường chủ nhẫn nhịn nửa ngày mới nói. "Hắn đã cảm thấy quen thuộc a." À. "Quen thuộc?" Hồng sư đang tràn ngập hưng phấn thoáng cái lảo đảo một cái. Audio điện tử Võ Tấn bền. "Người ta đều quen thuộc chuyện tốt, làm hỏng đồ đạc cũng có thể quen thuộc." Muốn làm được như vậy cần trái tim lớn tới bao nhiêu chứ? Sở Dĩ hắn cao hứng, đương nhiên không phải là quen thuộc, mà là Trương sư không có bị đào thải. Mặc dù đào Hà chi thư chân quý, thế nhưng so với việc đào thải Trương sư chọc cho Mạc Đường chủ tức giận, nhất định thứ sau càng thêm nghiêm trọng hơn. Giữa hai cái cái nào nặng cái nào nhẹ, Trương sư không có việc gì, không đắc tội với Mạc Đường chủ, lại không đắc tội với Dương sư, đương nhiên hắn phải mừng rỡ như điên rồi. Chỉ là, thân là người chủ trì thi đấu danh sư, làm hư đồ vật của mình, cao hứng như vậy hắn cũng coi như là độc nhất vô nhị. Lé lên hồng quang đại biểu cho việc ghi nhớ 800 quyển sách, ánh cam đại biểu cho 1.600 bản, cứ thế mà suy ra. Vừa rồi đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím luân phiên nhau lập lè. Trương sư, ngươi, vừa rồi rốt cuộc ngươi đã nhớ bao nhiêu bản. Ngăn chặn tâm tình tiêu cực dư thừa trong lòng, Hồng Sư nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, tha âm tràn ngập vẻ nghi hoặc. Dựa theo tính toán mà nói, nhớ 5600 quyển sách mới có thể hiện lên ánh tím. Tên này không chỉ làm nó biểu hiện ra mà còn làm cho nó giống như pháo hoa, cuối cùng thậm chí ngay cả đào hà chi thư hạ phẩm cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tan ra. Rốt cuộc người đã nhìn bao nhiêu bản mới có thể xuất hiện tình huống nghịch thiên như thế chứ? Những người khác cũng đều nghĩ đến điểm ấy, đồng loạt nhìn lại, vẻ mặt rất là hiếu kỳ. Bao nhiêu bản? Trương Huyền xoa xoa lông mày, thật sự là lo cái gì thì cái đó tới. Hắn xoắn suýt chuyện này nửa ngày chính là vì sợ loại tình huống này, không nghĩ tới cuối cùng nó vẫn đến. Nếu như nói thật ra, một canh giờ người khác nhớ được chừng một ngàn bản, hắn nhớ được hơn hai mươi vạn. Không biết vị trước mắt này có thể bị hù chết hay không. Khổ khổ, ta cũng không có nhớ được mấy hẳn là một hai vạn bản A. Tràn ngập xấu hổ, hắn nói ra số lượng bằng một phần mười ban đầu. Một hai vạn bản, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Người khác nhớ bảy tám trăm bản cũng đã rất nhiều, người trực tiếp hơn người ta mười lần, người còn là người sao. Không đúng, trên giá sách cũng chỉ tổng cộng có năm ngàn bản thư tịch. Khi khảo hạch, ta đã nhìn qua, người một mực đứng ngây người tại chỗ. Hầu như không có lật qua thư tịch, làm sao có thể nhớ được nhiều nội dung như vậy chứ? Trong đám người có một vị danh sư hô lên. Cái tên này, vừa bắt đầu đọc sách đã ngây người ở chỗ đó. Giống như là choáng váng vậy, tổng cộng cũng không có lật được vài cuốn sách, làm sao có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung giá sách được chứ? Lại nói, trên giá sách tổng cộng cũng chỉ có 5.000 bản, người lấy đâu ra một hai vạn vậy? Cái này, gãi gãi đầu, Trương Huyền không biết trả lời như thế nào. Chỉ có điều, Hắn cũng coi như đã thấy qua việc đời, miệng ho khan một tiếng, nói: "Đây là phương pháp đọc sách đặc thù mà lão sư truyền thụ cho cho ta. Coi như không mở ra thư tịch thì cũng có thể quan sát. Còn nữa, khi ta nhìn xong những thư tịch ở đây, thấy thời gian còn chưa tới, ta cũng nhìn một chút thư tịch ở trong giới chỉ chữ vật. Giải thích không thông thì cứ giao cho lão sư, dù sao con núi dựa lớn như vậy, hắn cũng không sợ đối phương truy cứu." không cần lật thư tịch thì cũng có thể quan sát. Mọi người không hiểu ra sao. Chữ khác ở trong sách, không mở ra mà vẫn có thể nhìn, chẳng lẽ mọc ra mắt nhìn xuyên tường hay sao? Trên thế giới còn có loại phương pháp này sao? Thật hay giả vậy? Sao từ trước đến giờ bọn họ không có nghe qua? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chuyện này sao có thể? Trong lúc mọi người nghi hoặc, có chút không tin thì hồng sư trên đài lại chấn động toàn thân, vẻ mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn. Hồng sư, chẳng lẽ loại phương pháp không cần lật sách đã có thể quan sát này ngươi nghe qua hay sao?" Một vị danh sư không nhịn được hỏi một câu. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Nếu nói trong đám người ai có kiến thức rộng rãi, vậy thì nhất định là vị trên đài này, thân là danh sư ngũ tinh chân chính, siêu cấp cường giả hóa phàm lục trọng. Bất kể là tu vi hay là kiến thức đều không phải là ngươi mà mọi người có thể so sánh. "Ta đã từng nghe qua." Nghe thấy câu hỏi, từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Khi Hồng Sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, dường như đã nhớ ra cái gì đó mà càng thêm kính sợ và ngưng trọng. Ta từng có may mắn nghe mạc đường chủ của Hồng Viễn Đế quốc từng giảng qua. Loại tình huống này, người đã từng nói qua một lần, ta trùng hợp ghi nhớ trong đầu, nếu như ta đoán không sai, hẳn là là phương pháp đọc sách mà chỉ có cường giả thánh giả nhị trọng mới có thể làm được. Thần thức đọc sách pháp Chương 1027, Thiên Tinh cợ 1. Thần thức đọc sách pháp. Thánh giả nhị trọng. Tất cả các danh sư trên đài dưới đài đều trợn trừng mắt, thế nhưng lại không hiểu gì cả. Cái danh xưng này, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Phía trên võ giả là hóa phàm, phía trên hóa phàm là bán thánh, tổng thánh, thánh giả. Có lẽ những cấp bậc này chư vị đều biết a. Không có trực tiếp trả lời, Hồng sư còn hỏi ngược lại ừm mọi người gật đầu ở đây hầu như đều là danh sư mặc dù rất nhiều người có khoảng cách rất xa với cấp bậc kia thế nhưng cũng vẫn nghe nói qua một chút bán thánh và tòng thánh chỉ đơn thuần là một cấp bậc mà thánh giả giống như hóa phàm vậy đều tự mình chia làm cửu trọng hồng sư nói tiếp nguyên khí của bán thánh tòng thánh và hóa phàm cảnh giống như âm dương vậy chỉ là một cấp bậc nhỏ mà thánh giả thì lại là một cấp bậc lớn giống như võ giả cũng chia làm chín đẳng cấp trong đó nhất trọng gọi là trục không cảnh cũng chính là đồng nghĩa với việc đi đến loại cảnh giới này sẽ chân chính có thể bay đi nhị trọng gọi là thần thức cảnh khuôn mặt hồng sư rất là ngưng trọng chỉ có đạt tới loại cảnh giới này thì mới có thể mở ra thai nhãn sinh ra thần thức thần thức là cái gì có người không nhịn được hỏi một câu bọn họ đã từng nghe qua hồn lực phu hồn thế nhưng chưa từng nghe qua cái gọi là thần thức hồng sư nói Thần thức là thủ đoạn đặc thù mà chỉ thánh giả mới có. Chúng ta đều biết, tu luyện tới hợp linh cảnh, linh nhục hợp nhất là có thể rèn luyện linh hồn, khiến cho nó càng ngày càng cường đại. Mọi người đồng thời gật đầu. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh là một lần chuyển hướng. Đạt đến loại cảnh giới này, người tu luyện không chỉ rèn luyện thân thể, chân khí, mà còn có linh hồn. Linh hồn càng ngày càng cường đại thì mới có thể làm ra một chút chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng được nổi điểm ấy chư vị đạt tới cảnh giới này tự nhiên có thể hiểu được điều ta muốn nói là khi linh hồn đạt đến cảnh giới nhất định có thể rời thể mà ra mặc kệ cái gì cho dù bị che kín thì cũng có thể nhìn thấy tận mắt thậm chí so với con mắt nhìn thấy còn rõ ràng hơn đây chính là thần thức hồng sư nói như vậy không phải là linh hồn tràn ra hay sao linh hồn có thể ly thể để quan sát khi đó mạnh cỡ nào chứ ý của hồng sư như vậy không phải là muốn nói. Trương sư đã có loại năng lực này, đạt tới thánh giả nhị trọng a. À. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Thánh giả nhị trọng, chuyện này sao có thể? Trương Huyền cũng không hiểu ra sao, vừa rồi hắn mở miệng nói bậy, làm sao vị hồng sư này càng tán dóc thì càng nói xa, lại còn nói tới thánh giả cơ chứ? Đương nhiên Trương sư không có tu vi thánh giả, mọi người cũng không cần gấp, hãy nghe ta nói hết thì sẽ hiểu. Hồng sư lắc đầu, Lợi dụng thần thức để đọc sách là có thể không cần lật trang sách ra mà tùy ý quan sát. Chính vì vậy, thánh giả mới có thể học tri thức cực nhanh, càng ngày càng cường đại. Trương sư, không phải là thánh giả, vì sao cũng nắm giữ loại năng lực này chứ? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một vị siêu cấp cao thủ đã đào thai nhãn của thánh giả nhị trọng ra, lại dùng phương pháp đặc thù đặt lên trên người hắn, mới khiến cho hắn có thể dùng để đọc sách, nhanh chóng ghi nhớ. Vừa nói Hồng Sư cũng cảm thấy rung động. Chỉ có thánh giả mới có thể mở ra thai nhãn, mới có thể sinh ra thần thức. Bởi vậy, nếu như có người đào ra thai nhãn, đặt ở trên người một vãn bối, xử lý thỏa đáng thì cũng có thể khiến cho vãn bối của mình nắm giữ loại năng lực này. Đương nhiên, người như hắn không cách nào so sánh được với thánh giả nhị trọng, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để nhìn sách, các tác dụng khác thì ít hơn nhiều. Dù vậy, đối với danh sư cấp bậc thấp thì cũng đã coi như rất là nghịch thiên rồi trong thời gian người khác nhìn một quyển sách, người lại có thể nhìn 10 bản, 100 bản, còn so sánh thế nào đây? Khó trách trương sư trẻ tuổi như vậy mà đã tinh thông nhiều chức nghiệp như thế. Lý giải về danh sư cũng đã đạt đến tình trạng khiến cho người ta hoảng sợ, hóa ra hắn đã nắm giữ loại năng lực này. Chỉ sợ, chính là dương sư vì muốn làm cho hắn nhanh chóng tiến bộ cho nên mới làm ra chuyện này. Đào thai nhãn của thánh giả nhị trọng ra, đặt vào trên thân người khác, còn có thể dung hợp hoàn mỹ. Vị dương sư này rốt cuộc đã đạt đến loại cảnh giới đáng sợ nào chứ? Suy nghĩ một chút hắn cũng đã cảm thấy rất là kinh khủng. Khó trách Mạc Đường chủ cũng kiêng kỵ như vậy, lại còn lấy ra linh thạch thượng phẩm để lấy lòng, người mạnh như thế cũng quả thực có vốn liếng để hắn lấy lòng. Đào thai nhãn của thánh giả nhị trọng ra, đặt ở trên thân người khác. Đọc sách không cần lật giấy cũng có thể nhanh chóng đọc còn có thể nhìn thấy thư tịch bên trong chữ vật giới chỉ. Khó trách có thể trong vòng một canh giờ nhìn xong nhiều thư tịch như vậy, chỉ là nhìn xong đã có thể nhớ kỹ, như vậy cũng quá nghịch thiên. Đúng vậy a, à, đọc sách không phải là nhớ kỹ, nhìn nhanh mà lại còn nhớ kỹ, chuyện này mới là thật đáng sợ. Nghe thấy hồng sư giải thích, tới giờ mọi người mới hiểu được. Lúc lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ có thể đào thai nhãn của cường giả thánh giả nhị trọng ra, bối cảnh của tên này thâm hậu tới cỡ nào chứ? Mọi người khiếp sợ, nhược hoan công tử ở bên cạnh thì mí mắt xoay loạn, buồn bực một hồi. Vừa rồi khi đọc sách xong hắn đã hỏi đối phương đọc được bao nhiêu. Đối phương lại trả lời gần giống như hắn, khiến cho hắn cao hứng hồi lâu, cảm thấy rốt cuộc lại một lần nữa có thể ngang hàng với tên này, kết quả. Người hơn hai vạn bản, sao lại sắp xỉ với hơn 1.200 bản như ta chứ? an ủi người ta, cũng nên có chút thành ý, không nên lừa gạt cho qua như thế nha. Được rồi, mặc kệ là phương thức gì, khảo hạch cửa này là trí tuệ. Trong thời gian ngắn ghi nhớ tri thức, trương sư đã nhớ nội dung của hai vạn bản, lại còn chấn vỡ đào hà chi thư, xem như qua ải, chư vị không có ý kiến gì chứ. chương 1028, Thiên Tinh Cờ 2 Cắt ngang tiếng thảo luận của mọi người, Hồng Sư nói. Không có, mọi người vội vàng gật đầu. Nói đùa, nhớ 800 bản cũng qua, N người ta nhớ hơn hai vạn bản, làm cho đào hà chi thư bị phế đi. Nếu như không cho thông qua, nói thê sờ na hồng sư cũng sẽ không đáp ứng. Ừm, đã như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành tuyển chọn cửa ải cuối cùng, ngộ tính. Hồng sư nhìn quanh một vòng. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành là do cá nhân. Tu luyện ngoại trừ cố gắng và thiên phú ra. Thứ càng quan trọng hơn một chút chính là một tính, cùng một công pháp, cùng một tiết học, học sinh không giống nhau sẽ lấy được kết quả hoàn toàn khác biệt. Có thiên phú, muốn trở thành danh sư sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn trở thành danh sư lợi hại, khó. Bởi vậy, ngộ tính đối với danh sư rất là quan trọng. Ngộ tính quan trọng với danh sư, đây là sự thật, thế nhưng mà. Làm sao có thể kiểm tra ngộ tính đây? Chẳng lẽ lại đưa cho chúng ta một bộ công pháp, để người ta tìm hiểu sao nếu như là tìm hiểu công pháp như vậy sẽ có liên quan tới rất nhiều thứ thiên phú trí tuệ đều được tính ở trong đó không thể được coi là khảo hạch một mình mộ tính được mọi người lần nữa nghi hoặc mộ tính bất kể là tu luyện hay là trở thành danh sư đều rất là quan trọng chỉ là thứ này giống như trí tuệ vậy không cách nào định lược rất khó khảo hạch trí tuệ người có thể dùng việc đọc thuộc lòng tri thức để phán định cao thấp thế nhưng ngộ tính thì sao? Coi như tìm hiểu công pháp, có người thích hợp, có người lại không thích hợp, nói một cách tương đối, cũng có sai lầm bất công a. À. Ha ha, những chuyện này mọi người có thể nghĩ đến thì tự nhiên ta cũng rõ ràng. Biết mọi người lo lắng vì cái gì, Hồng Sư cười cười, ngón tay búng một cái, sương mù bên trên góc sân khấu tán đi, lộ ra một cái đỉnh không lớn. Bên trong cái đỉnh có một ông lão mặc áo trắng đang ngồi, trên bàn đá trước mặt có bày biện một bộ bàn cờ màu nâu xanh, phía trên trắng đen giao thoa. Âm dương tấn công, không ngờ lại là một ván cờ. Vẻ mặt lão giả không có biểu hiện gì, trong cơ thể không có một chút sinh cơ nào, vừa nhìn đã biết là một khôi lỗi. Đây là Thiên Tinh Cờ, quy tắc và thủ pháp không giống như tất cả cờ đường được gọi là hệ thống. Là thứ năm đó ta du lịch khắp nơi, ngẫu nhiên đoạt được ở trong một chỗ di tích. Thứ này không biết là do người nào sáng tạo ra cũng không biết quy tắc cụ thể là cái gì. Ta nghiên cứu nhiều năm, cũng chỉ tìm hiểu được 4, 5 điểm mà thôi. Hắn lần nữa bắn ra một chỉ, trên vách tường cách cái đỉnh không xa có quang mang lóe lên, hiện ra ván cờ bên trên bàn cờ. Toàn bộ đều không giống như bàn cờ mà tất cả mọi người đã gặp qua. Coi như là người trước kia đã học qua cờ thuật thì cũng không có nửa điểm ý nghĩa tham khảo. Lại là chân lung kỳ cục. Đúng vậy a, à, không biết quy tắc, còn khó giải, thứ này khảo hạch như thế nào đây? Không biết, trong đám người có không ít người tinh thông cờ thuật, vừa nhìn thấy đường cờ biểu hiện trên mặt tường thì đã lôi kéo những người có cùng sở học đi qua. Chỉ là thứ này hoàn toàn khác biệt, khiến cho cả đám cũng có chút choáng váng. Thiên tinh cờ, lấy thiên địa làm ván cờ, ngôi sao làm quân cờ, khí phách hùng hậu, không bàn mà hợp với thiên địa trí lý. Thứ này, nhìn ở trên vách tường, đương nhiên cái gì cũng không nhìn ra được thế nhưng trên trụ đá của đình nhỏ lại có đôi câu vài lời mà chủ nhân ván cờ để lại. Thông qua những lời này, có thể lĩnh ngộ quy tắc đường cờ nhất định. Sau khi biết quy tắc có thể giao đấu với khôi lỗi bên trong đình nhỏ, nếu như không đúng hoặc là thất bại đều không thể đặt quân cờ vào trên bàn cờ. Cửa này không có bất cứ quan hệ nào với thiên phú, tu vi, chỉ có quan hệ tới ngộ tính. Ngộ tính cao thì sẽ hiểu càng nhiều quy tắc, sẽ đi được nhiều thêm mấy bước. Mà ngộ tính thấp, lĩnh ngộ quy tắc ít, mấy bước cũng rất ít. Nếu như có thể kiên trì 6 bước thì xem như thông qua. Hồng Sư đem nói rõ chi tiết quy tắc. Cái này, lấy ván cờ định ngộ tính, không tồi. Thiên địa làm ván cờ, dùng ngôi sao làm quân cờ, phách lực, ván cờ này quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, à, dùng thứ này để khảo hạch ngộ tính, quả thực những khác đều không cố liên quan, công bằng, công chính. Nghe rõ quy tắc, tất cả mọi người đều gật đầu. Cờ thuật có ít người học cả một đời, nghiên cứu mấy chục năm cũng chưa hẳn đã bằng một đứa trẻ vài tuổi mới học được mấy ngày. Đây cũng không liên quan tới việc thông minh hay không, mà là ngộ tính. Chính là bởi vì như thế cho nên trong kỳ đạo mới lưu truyền một câu trí lý, làm cho tất cả mọi người đều vui cười. 20 tuổi không làm được danh thủ quốc gia, cả đời vô vọng. Không có ngộ tính, thiên phú, coi như học có lâu thì cũng không có tăng thêm được bao nhiêu thiên tinh cờ này không giống như tất cả cờ đường lợi dụng đôi câu vài lời để lĩnh ngộ quy tắc tiến hành đánh cờ dùng số lượng nước cờ để bình xét ngộ tính có thể định lượng ra được ngộ tính một người đây là phương pháp tỉ thí tốt nhất không hổ là danh sư ngô tinh thủ đoạn khảo hạch cũng không giống bình thường danh sư đi vào đình nhỏ mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang để quan sát ngôn ngữ trên trụ đá sau đó nhất định phải đánh cờ thời gian vừa dứt nếu như không động hoặc là quân cờ không hạ xuống được thì đều bị phán là thất bại. Hồng sư vung tay lên, được rồi, đã nói quy tắc xong, bắt đầu khảo hạch đi. Vâng, tất cả mọi người gật đầu. Bởi vì đánh cờ chỉ có thể để cho một người một người đến, chư vị vẫn nên xác định trình tự một chút. Hồng sư nhìn về phía mọi người. cửa thứ nhất trương huyền là người thứ nhất kiểm tra, quỷ vực huyễn thành bị phá hư, không có chọn ra được danh ngạch. cửa thứ hai, sĩ linh tộc uy hiếp. Đào thải ra 3 người, cửa thứ 3 đào thải 17 người. 28 thế lực lớn, 56 người dự thi, trừ đã đào thải 20 người ra, vẫn còn thừa lại những 36 vị. Không bằng cứ để ta tới trước đi. Trương Huyền đi về phía trước. 36 người, thời gian mỗi người chỉ có một nén nhang, muốn thi xong toàn bộ, đoán chừng trời cũng đã tối rồi. So với việc ở chỗ này chờ, còn không bằng làm xong trước, nghỉ ngơi trước thì hơn. Khụ khụ nhìn thấy hắn đi về phía trước, hồng sư thiếu chút không có bị nước bọt làm cho sặc chết, hắn nói. Ngươi, hay là thôi đi, qua ba cửa ải hủy ba cửa ải, để cho ngươi lên trước. Ta còn chưa có to gan như vậy a. À? mươi 1029 thất bại, một, chỉ là đánh cờ mà thôi, hẳn sẽ không làm hỏng bàn cờ. Biết đối phương đang lo lắng cái gì, Trương Huyền mở miệng. Trước đó cũng chỉ là, không cẩn thận, lần này hắn đã sớm hiểu rõ quy tắc nhất định sẽ cẩn thận không cần nhiều chỉ hạ sáu bước khiêm tốn mà hàm xúc ổn trọng mà khiêm tốn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra như vậy đi cũng lấy tuổi tác để định đoạt tuổi tác lớn lên trước không để ý tới hắn bàn tay lớn của hồng sư vẫy một cái đã xác định quy tắc cửa trước ta cũng cho rằng không có việc gì cũng chỉ là đọc sách mà thôi ai có thể ngờ tới Đào Hà Chi Thư từ tổng bộ mượn tới lại bị phế đi. Từ khi khảo hạch đến nay, chỉ còn có cái mạng già này của ta là không có bị ngươi chơi chết, còn muốn kiểm tra trước. Không có cửa đâu. Được rồi. Thấy đường đường là danh sư ngũ tinh lại sợ đến như vậy, căn bản không cho mình cơ hội giải thích. Vì vậy Trương Huyền rất là bất đắc dĩ. Xem ra hắn không có cách nào nghỉ ngơi trước, chỉ có thể chờ ở đây mà thôi. Cũng còn may Hồng Sư định lực 10 phần, nếu không cửa này không có cách nào nhìn tiếp được nữa mấy người khang đường chủ cũng lau lau mồ hôi lạnh trên đầu vừa rồi trương huyền nói hắn muốn lên trước mấy người cũng giật nảy mình mặc dù thoạt nhìn đánh cờ sẽ không xảy ra chuyện thế nhưng đối mặt với trương huyền không ra bài theo lẽ thường này dù là ai cũng không có cách nào xác định được a hát bất kể nói như thế nào để cho hắn khảo hạch cuối cùng cũng là biện pháp bảo đảm nhất bên này xác định quy củ Liễu Tuyền ở trong đám người minh hạ đế quốc nhìn loạn, có chút xem thường. Hắn là người có tuổi tác lớn nhất trong đám người, kết quả. Trêu ai gẹo ai, lần trước là người thứ nhất, lần này lại là. Chẳng phải tuổi tác lớn một chút hay sao, mỗi lần đều để ta tới trước. Chỉ là, người thứ nhất và người cuối cùng, quả thực khác biệt không lớn, chỉ là cảm giác trên phương diện tâm lý không giống nhau lắm mà thôi. Hít sâu một hơi, vận chuyển tâm cảnh, đi vào cảnh giới tâm lặng như nước. Sau khi ôm quyền với hồng sư hắn lập tức nhấc chân đi tới đình nhỏ. Thấy hắn đã đi vào, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía trong đình. Đứng ở bên trong, lần lượt nhìn một vòng bốn cái cột đá. Liễu tuyền rơi vào trong trầm tư, rất nhanh thời gian một nén nhang đã đến. Hắn nhướng mày, đi tới trước mặt khôi lỗi đánh cờ. Lại đưa tay lấy ra một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên trên một vị trí trống không. Xoạt, quân cờ lơ lửng ở trên không trung chậm rãi hạ xuống đã xuống xem ra đường cờ này là đúng nhìn thấy quân cờ đã rơi vào bàn cờ tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa rồi hồng sư đã nói chỉ cần đi sai thì quân cờ sẽ không bỏ xuống được a cạch lão giả ở phía đối diện cũng hạ xuống một quân cờ nhìn thấy vị trí này liễu tuyển nhíu mày dường như đã rơi vào trong nan đề chỉ có điều không có xoắn suýt quá lâu hắn lại xuống một quân cờ khác. Người tới ta đi, rất nhanh đã vượt qua 6 nước, đạt đến 9 nước. Tới nước thứ 10, hắn không có đặt cờ xuống được nữa. Liễu tuyền của Minh Hạ Đế Quốc, 9 quân, thông qua. Kế tiếp, phong liệt Đế Quốc, Hàn Chiếu Cát. Hồng Sư lên tiếng, Hàn Chiếu Cát đi tới. Không lâu sau hắn mang theo vẻ mặt hưng phấn đi xuống, hắn hạ xuống được 7 quân, thông qua khảo hạch ngay sau đó là người kế tiếp. Liên tiếp 5 người, tất cả đều qua ải, khiến cho lòng tự tin của không ít người tăng lên nhiều. Chỉ có điều, khi đến người thứ 6, vận khí bắt đầu trở nên xấu đi. Ngay từ quân thứ tư đã phải lui xuống, bắt đầu từ hắn, liên tục 4 người, không ngờ đều không có thành công. Cuối cùng vẫn là la tuyển phá vỡ cục diện bế tắc. Lúc này mọi người cũng phát hiện ra, người thứ hai đi lên, ván cờ sẽ biến hóa, hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia mỗi người đều phải ứng phó với ván cờ không giống nhau, công bằng công chính, coi như đã nhớ kỹ trước đường cờ của một người trước đó thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Thời gian trôi qua, đúng như Trương Huyền đoán, trời đã từ từ trở nên tối đi. Suốt cục, khi trăng tròn mọc lên từ phương đông, treo ở trên bầu trời, 35 vị danh sư trước mặt hắn mới hoàn thành khảo hạch. Người nến đây tham gia thi đấu, mặc dù đều là thiên tài, thế nhưng gặp phải cửa ải này, cũng đã bị đào thải rất nhiều. Mặc dù không có khoa trương như một lần 13 người ở cửa ải trước. Thế nhưng như vậy cũng đã đạt tới 9 vị. Nhược hoan công tử và tống siêu. Lần này hai người cũng không có khiến cho người ta thất vọng. Tất cả đều thông qua được khảo hạch. Nếu nói trong đám người này ai đi được nhiều bước nhất cũng không phải là người của Lưu Vân Tông mạnh nhất. Cũng không phải là các loại tông môn như Bạch Dương Tông đứng thứ hai. Mà là một đế quốc mạnh yếu sắp xỉ với vạn quốc liên minh. Vị danh sư này thực lực cũng không có gì đặc biệt, được cho hạng chót. Thế nhưng một tính lại không tồi, sau khi đánh được 16 bước với lỗi, khiến cho lão giả khôi lỗi cũng phải đều miệng nói chuyện, nói một câu đại thiện. Trương Sư, đến phiên ngươi. Tất cả mọi người đã kết thúc, Hồng Sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền đang cảm thấy rất nhàm chán, mang theo vẻ ái náy. Vốn đối phương muốn là người thứ nhất, bởi vì mình sợ hãi cho nên mới bị xếp tới cuối cùng, quả thực có chút ngại ngùng. Ừm, Trương Huyền duỗi thân thể có chút mệt mỏi, đi về phía đỉnh nhỏ. Cái đỉnh không lớn, chỉ cao cỡ một người. Vừa tiến vào bên trong hắn đã thấy trên trụ đá thứ nhất có viết bốn chữ lớn đông, nam, tây, bắc. Bốn chữ này tinh tế mười phần, không ẩn chứa ý cảnh thư họa, chỉ là kiểu chữ bình thường. Lại nhìn về phía cây cột đá thứ hai, cũng là bốn chữ. Xuân, hạ, thu, đông. Cột đá thứ ba thì chỉ có hai chữ, qua lại. Cây cột đá thứ tư cũng có hai chữ, đạo lý. Phương hướng, xuân hạ thu đông, qua lại, đạo lý. Cái này, hoàn toàn không có liên quan mấy nha. Trương huyền cao mày, vốn hắn cho rằng sẽ có nhắc nhở gì đó, thế nhưng không nghĩ tới lại là những lời này. Bốn cây cột đá, mười hai cái chữ, không có bất kỳ liên quan gì. Càng không có nửa xu quan hệ với cờ thuật, làm sao lĩnh ngộ đây chứ. Nhìn cột đá xong, lại quay đầu nhìn về phía bàn cờ. Ván cờ lần này so với trước đó càng thêm hỗn loạn, nhìn một cái đã không hiểu ra sao, khiến cho người ta không rõ ràng cho lắm. Thiên tinh cờ, lấy thiên địa làm ván cờ, ngôi sao làm quân cờ. Chương 1030, thất bại. 2. Nhíu mày, nhớ lại lời hồng sư lúc trước đã nói. Trên trụ đá, phương hướng là không gian, xuân hạ thu đông là thời gian, qua lại. Là phương vị, mà đạo lý là lòng người. Không gian thời gian, phương vị, lòng người. Tri thức trước kia đã học qua chảy xuôi ở trong đầu, hai mắt Trương Huyền càng ngày càng sáng. Khó trách ngay cả Hồng Sư cũng bội phục không thôi, thiên tinh cờ này không riêng gì ở trên tên, lấy thiên địa làm ván cờ mà là thực sự còn thâm thúy hơn. Lấy lòng người làm cơ sở, tạo dựng ra một thế giới rộng lớn, cũng coi đây là ván cờ, quả thực đủ đáng sợ. Đã hiểu rõ thì cũng không cần dùng thiên đạo thư viện và minh lý chi nhãn, để xem ta bằng vào kiến thức ngộ tính có thể đánh ra được mấy nước đã hiểu rõ quy tắc của thiên tinh cờ trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng mấy quan trước hắn đều mượn thư viện và minh lý chi nhãn thậm chí còn cả thiên đạo chân khí cửa này đã đơn giản như vậy như vậy cứ thử một chút nhờ vào thực lực của mình có thể đi dược mấy bước thuận tiện cũng kiểm tra ngộ tính của mình một chút rốt cuộc cao bao nhiêu quay người lại đi tới trước mặt bàn đá lại nhìn kỹ vị trí sau đó thuận tay bốc lên một quân cờ trực tiếp hạ xuống các ngươi đoán xem trương sư cửa này có thể phá hỏng thiên tinh cờ hay không không thể nào chỉ là đánh cờ mà thôi vừa rồi cũng không phải không có nhìn một khi hạ sai quân cờ sẽ không hạ xuống được nha cũng đúng xem ra thiên tinh cờ lần này đã được bảo vệ thế nhưng ta vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy nếu không chúng ta đánh cược đi đánh cược gì ta cược trương sư làm hỏng thiên tinh cờ, ta thắng, người đưa người viên lăng la phiến kia cho ta. Ta thua, đưa người phỉ thúy châu mà vừa ý cái kia cho ngươi. Đồng ý. Thấy trương huyền đã đi vào đình nhỏ, phía dưới bắt đầu thảo luận, thậm chí còn có người dùng chuyện này để đánh cược. Khủ khủ, nghe thấy đám người chung quanh đã hưng phấn đặt cược. Tất cả đám người triệu phi vũ, khang đường chủ đều che cái chán, sợ để cho người khác biết, bọn họ quen biết trương sư, Rõ ràng là tới tham gia thi đấu danh sư, kết quả lại bị người ta xem như là phá hoại chi vương. Thông qua thi đấu tuyển chọn sẽ tiến vào vòng đối chiến, mặc dù không biết quy củ là cái gì, nhưng Trương sư và Nhược Hoan công tử đồng thời đi vào cũng đã coi như là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của vạn quốc thành chúng ta. Lăng sư như nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói. "Đúng vậy a." À, khang Đường chủ gật đầu hiện tại người tham gia thi đấu tuyển chọn cũng chỉ còn lại có 27 người. Căn cứ vào quan sát của hắn, đã có tuyển thủ của 7 thế lực, toàn bộ đều bị đào thải. Nói cách khác, coi như Trương Sư và Nhược Hoan Công Tử trong đối chiến, không có chút thành tích nào thì cũng là đếm ngược từ thứ 8 lên. Đã vượt qua tất cả thành tích trước kia. Đổi lại là trước kia, những khảo hạch này Nhược Hoan Công Tử muốn thông qua rất khó. Mà bây giờ, có trợ giúp Trương Sư, Tu Vi liên tiếp đột phá, đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Bất kể là dũng khí hay là gì đều có tăng trưởng cực lớn. Cho nên lúc này mới thuận lợi qua ải. Có thể nói, có được thành tích như bây giờ, không thể bỏ qua công lao của Trương Sư. Mau nhìn, Trương Sư đã đánh cờ. Ngay lúc đang cảm khái thì đã nghe thanh âm của Tô Sư vang lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã thấy Trương Huyền, đã ngồi ở phía đối diện khôi lỗi, một quân cờ đã rơi xuống. Mọi người ngừng thở lão giả đối diện nhìn thấy hắn hạ cờ cũng nắm lên một quân cờ cầm trong tay rất lâu cũng không có ý tứ hạ xuống tựa như hóa đá vậy có chuyện gì xảy ra không phải thiên tinh cờ không hỏng mà khôi lỗi này hỏng đó chứ thấy thân thể lão giả cứng ngắc không nhúc nhích tất cả mọi người trợn mắt mới vừa rồi bọn hắn còn đang nghĩ liệu thiên tinh cờ này có thể bị trương sư làm hỏng hay không ai ngờ chỉ mới một bước đã dừng lại chẳng lẽ thực sự hỏng rồi sẽ không khổ cực như thế chứ quay đầu nhìn về phía hồng sư chỉ thấy hắn cũng nhíu mày vẻ mặt không rõ ràng cho lắm lại nhìn một hồi hồng sư thực sự không nhìn được nữa mà đi tới trước mặt đình nhỏ lại nhìn về phía khôi lỗi ở trước mắt một lát sau hắn nhẹ nhàng thở ra hắn cũng có suy nghĩ giống như những người khác cũng cho rằng thứ đồ chơi này bị làm hỏng thế nhưng sau khi đi tới trước mặt mới phát hiện ra nó vẫn hoàn hảo như ban đầu cũng không xuất hiện biến cố gì cả. Kính xin hạ cờ. Đứng ở trước mặt khôi lỗi, hắn khẽ khom người. Mặc dù đó là một cỗ khôi lỗi, nhưng lại có linh tính, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Bình thường hai người cũng đánh cờ không ít, hắn vẫn luôn tôn trọng cỗ khôi lỗi này. Ừm, khôi lỗi trần chờ một chút, gật gật đầu, con cờ trong tay rơi vào một vị trí. Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy quân cờ thứ hai, nhắm ngay một chỗ hạ xuống ông chỉ là quần cờ tuột tay lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích cũng không có rơi xuống được không bỏ xuống được chẳng lẽ chỉ hạ xuống được một viên thất bại sao tất cả mọi người đều sướng sờ ngay cả hồng sư cũng không dám tin tưởng quy tắc đã quy định vượt qua sáu quân thì mới tính thông qua hiện tại trương sư chỉ hạ xuống một quân đã không hạ xuống được nữa chẳng phải đồng nghĩa với việc không có qua ải nguy rồi sẽ không phải là hiểu sai đó chứ. Trương Huyền sướng sờ. Trong lòng hắn giật thót, lột bục một chút. Cửa này hắn không dùng thư viện, cũng không dùng minh lý chi nhãn, chẳng lẽ. Cứ như vậy mà thất bại hay sao? Trương 1031, thi đấu bắt đầu một. Từ trước đến nay, bất kể xử lý chuyện gì thì hắn đều dùng tới thư viện hoặc là minh lý chi nhãn. Lần này là căn cứ từ tri thức mà mình học được trong đầu, cùng nhắc nhở lĩnh ngộ quy tắc ở trên trụ đá để tiến hành đánh cờ. Vốn hắn cho rằng, người khác cũng hạ được 6 quân xuống, bản thân hắn cũng sẽ không quá kém, không nghĩ tới. Vừa mới quân cờ thứ hai muốn hạ xuống cũng không được, chẳng lẽ? Lần này chơi lớn rồi, sẽ bị đào thải. Ngộ tính không đến mức kém như vậy chứ. Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Liên tục qua ba cửa ải cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới lại thua ở nơi này. Da mặt Hồng Sư cũng run rẩy. Quân thứ hai cũng không hạ được, lần này phải làm thế nào cho vẹn toàn đây? Cũng không thể nói, Trương Sư Thiên Phú dị bẩm, chỉ cần hạ một quân cờ cũng coi như qua ải đó chứ. Sớm biết như vậy cần gì phải ngăn, cứ để hắn là người thứ nhất hạ cờ chẳng phải đã xong rồi sao? Hiện tại thì tốt rồi, người ta muốn là người thứ nhất lên trên. Thế nhưng bản thân không cho phép, vạn nhất bởi vậy người ta giận chó đánh mèo, nhất định hắn sẽ không chịu nổi rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? hắn đường đường là danh sư ngũ tinh, người chủ trì phụ trách khảo hạch, một lần thi đấu tuyển chọn cũng đã làm cho hắn nơm nớp lo sợ, uất ức như thế cũng là lần đầu tiên. A à. quân thứ hai không hạ xuống được, đã nói rõ, không có thông qua. Được rồi, thi đấu tuyển chọn đã kết thúc, chúng ta tiến hành thi đấu. Cắn răng, hồng sư mở miệng, đang muốn nói tiếp thì chỉ thấy khôi lỗi ở phía đối diện trương huyền có động tác, đột nhiên đẩy bàn cờ trong tay một cái. Sau đó đứng lên, thanh âm vang vọng bốn phương. Ta thua, thua? Có ý gì? Trương sư, Hạ Thiên Tinh Cờ thắng khôi lỗi này, khiến cho hắn cam tình nguyện nhận thua sao? Không phải quy tắc của Thiên Tinh Cờ rất khó lĩnh ngộ hay sao? Nhìn một hồi, không chỉ lĩnh ngộ mà còn đánh thắng khôi lỗi. Tất cả mọi người đều sững sờ, cảm thấy sắp phát điên rồi. Bọn họ còn tưởng rằng Trương sư không thể hạ xuống quân thứ hai là không hiểu quy tắc, không có qua ải. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một quân đã khiến cho khôi lỗi ở phía đối diện đẩy cờ nhận thua. Đây cũng không phải là đơn giản như là lĩnh ngộ quy tắc, mà là biến thành cao thủ trong cao thủ, khiến cho người ta phải nhìn lên. Thật hay giả vậy. Đám người la tuyền, tống siêu cũng đều mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ đã tự mình trải qua khảo hạch, biết rõ độ khó của thiên tinh cờ này có thể vượt qua được 6 quân đã coi như rất là lợi hại, ngộ tính tuyệt đỉnh rồi. Thế nhưng tên trước mắt này còn làm tốt hơn, chỉ một quân hạ xuống đã đánh cho khôi lỗi tan tác. Làm như vậy thực sự không để cho người khác còn đường sống a hát. Không giống như vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, thân thể hồng sư lần nữa nhoáng một cái. Mỗi lần đều làm chuyện khiến cho người ta kinh ngạc, chờ hắn tuyên bố thì thoáng cái đã nghịch chuyển. Có cần ác như vậy hay không? Trải qua mấy lần, không phải chỉ riêng chuyện đau lòng vì bảo bối, càng quan trọng hơn là bệnh tim bộc phát, chết ở chỗ này. Mọi người ngây người, kinh ngạc, cắn răng, nhếch miệng, run rẩy, đá chân, lăn lộn. Các loại biểu lộ cần cái gì có cái đó, mà Trương Huyền xem như là người trong cuộc lại cũng trợn mắt hốc mồm. Lần này không dùng thư viện, không dùng minh lý chi nhãn, chỉ là lý giải của bản thân. Việc có thể qua ải hay không, hắn cũng không quá có lòng tin. Chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy quân thứ hai không hạ xuống được, trong lòng hắn cũng lột bục một chút, có chút nóng nảy. Thế nhưng, dù hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chẳng những qua ải mà còn ở khiến cho cỗ khôi lỗi này chủ động nhận thua. Hắn đang định nói với khôi lỗi trước mắt một chút thì chỉ thấy lão giả khẽ không người, một thanh âm vang lên ở trong đầu hắn. Tuy chỉ hạ một con, thế nhưng lại phá hỏng toàn bộ sinh lộ, tử lộ và con đường, đường lui phía trước. Ta không có cách nào phá giải thiên tinh cờ, rốt cục, đã có truyền nhân. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy có một cỗ ý niệm chui thẳng vào trong đầu. Âm âm, vô số tri thức về ván cờ nương theo ý niệm mà trở thành kiến thức của hắn. Linh hồn truyền thừa, con mắt trợn tròn, để cho một cỗ khôi lỗi tiến hành linh hồn truyền thừa. Rốt cuộc thực lực người sáng tạo ra khôi lỗi đã mạnh tới bao nhiêu. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc còn chưa kịp nhìn kỹ nội dung mình lấy được thì đã thấy khôi lỗi trước mắt giống như mất đi lực lượng, nương theo tri thức truyền lại xong. Bên ngoài thân thể khôi lỗi lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Nguy rồi, con người có rụt lại, Trương Huyền vội vàng đưa tay ngăn cản. Thông qua tin tức truyền đến, hắn cũng biết ý nghĩa tồn tại kia thứ này. Chính là mang thiên tinh cờ truyền thừa xuống dưới, S giờ phút này truyền thừa đã hoàn tất, tàn niệm lưu tại trong đó cũng biến mất, không có cách nào duy trì vận chuyển cho nên đương nhiên cũng sẽ tán loạn chỉ là người tán loạn thì tán loạn không đợi tới lúc ta khảo hạch xong người khác không chú ý hay sao lại đi hỏng lúc này ta nên giải thích như thế nào đây bàn tay đi tới trước mặt lão giả chân khí trong cơ thể trợt tràn vào trong cơ thể đối phương giống như muốn giữ lại ai ngờ không có thi triển chân khí còn tốt chân khí vừa đụng vào đối phương một cái oanh một tiếng khôi lỗi trực tiếp nổ tung biến thành bột phấn ban cơ, đình nhỏ ở cách đó không xa cũng giống như không có lực lượng duy trì, sụp đổ. Lập tức biến thành một đống phế tích. Ta, Trương Huyền phát điên, ta thật sự có ý tốt, muốn duy trì khôi lỗi này một đoạn thời gian, ai lại nghĩ tới. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút cũng giật mình, khôi lỗi dựa vào một cỗ ý niệm để duy trì, mà cỗ ý niệm này lại sử dụng thủ đoạn vô hồn. Nếu không cũng không có khả năng tùy tiện dùng linh hồn truyền lại tri thức đối với vu hồn, thiên đạo chân khí của hắn là khắc tinh lớn nhất. Vốn là chỉ là vỡ vụn bình thường, thế nhưng một khi tiếp xúc với chân khí của hắn đã biến thành nổ tung. Quay đầu nhìn lại chung quanh, chỉ thấy mọi người trợn trừng mắt nhìn qua, mỗi một con mắt đều giống như đang nhìn quái vật vậy. Thấy không, lại nổ. Ta đã nói sẽ hỏng mà, người còn không tin. Trường 1032, thi đấu bắt đầu 2. Khôi Lỗi cũng đã nhận thua mà Trương Sư lại còn không buông tha, cứ thế đánh nó nổ. Quá phận, quá quá đáng. Đúng vậy a, à, nếu không làm như vậy thì làm sao có thể giữ vững thanh danh cuồng ma phá hoại của hắn cơ chứ? Mọi người thấp giọng nói. Còn tưởng rằng đánh cờ xong là có thể may mắn thoát khỏi, không nghĩ lại giống như ba cửa trước. Dù bảo bối có lợi hại hơn nữa, một khi rơi vào trong tay Trương Sư đều chỉ có một kết cục. Đó chính là xong đời. Ngoan cố thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi xong đời. Nghe những nghị luận này vào trong tai, Trương Huyền muốn thổ huyết. Ta thực sự không phải cố ý, vừa rồi quả thực có ý tốt muốn cứu hắn. Ba cửa trước việc sau tiếp nối việc trước, ta không được chọn, hiện tại. Thực sự ta chỉ muốn làm người tốt mà thôi. Lại làm hỏng rồi sao? Đám người Khang Đường chủ nhìn nhau, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, lúc trước khi Vạn Quốc Thành tuyển chọn cũng không có dùng bảo bảo nếu không, danh sư đường bọn họ sẽ trở nên một nghèo hai trắng. Thiên tinh cờ của ta. Trước mắt tối sầm lại, bờ môi hồng sư run rẩy. Hắn gom góp tích lũy không biết bao nhiêu năm mới lấy được những bảo bối như quỷ vực huyễn thành, tộc nhân dị linh tộc, đào hà chi thư, thiên tinh cờ. Kết quả, nghiên cứu qua một lần, lại bị vị trương sư này diệt hết, làm cho hắn trở lại tình trạng như trước kia. Trái tim giống như bị đau đâm vậy, đổ máu ảo ảo. Chỉ là, người khác cũng không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra thế nhưng hắn cách đó khá gần nhãn lực lại tốt cho nên nhìn thấy rất rõ ràng là bản thân khôi lỗi vỡ vụn trương sư muốn cứu kết quả lại phản tác dụng hỗ trợ làm nổ mà thôi nhưng dù cho như thế thì cũng là khôi lỗi nhận thua đối phương thì mới đưa đến kết quả này sớm biết có thể như vậy thì còn thi đấu tuyển chọn cái rắm còn không bằng trực tiếp khiêu chiến là được rồi xoắn suýt một hồi Hắn thở ra một hơi, cưỡng ép nhịn xuống. Hiện tại chỉ có thể đi tới Hồng Viễn Đế quốc tìm Mạc Đường chủ để nói một chút, nhìn xem có thể kiếm một chút bồi thường hay không, nếu không, hắn thật sự muốn khóc cũng không khóc ra được. Trương sư hạ một quân cờ đã khiến cho Khôi Lỗi nhận thua, điều này đã nói rõ đối phương đã hiểu rõ quy tắc Thiên Tinh cờ hoàn chỉnh, điểm ấy mọi người có dị nghị gì không? Nhịn xuống uất ức, hắn nhìn quanh một vòng. Ừm, mọi người gật đầu. Mặc dù cảm thấy tên trên đài này đã không thẹn với cái tên cuồng ma phá hoại, thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có bản lĩnh và thủ đoạn khiến cho người thường khó mà với tới được. Trương sư là người cuối cùng, hắn đã thông qua cũng đồng nghĩa với việc thi đấu tuyển chọn kết thúc. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, lại không có khảo thí gì nữa, cho nên trực tiếp tiến hành thi đấu. Hồng sư nói tiếp, bốn cửa ải thi đấu tuyển chọn đã kết thúc, cũng nên tiến hành đối chiến thi đấu, quy củ rất đơn giản, đó chính là rút thăm để quyết định trình tự. Người bị rút chúng, song song quyết đấu, có thể luận võ, cũng có thể đối chiến rất nhiều năng lực của danh sư, tỉ như tâm cảnh khắc độ, dạy dỗ làm người, lý giải về tu vi, chỉ điểm lỗ hồng, thiếu hụt. Chiến thắng thì tấn cấp, thất bại sẽ bị đào thải, mãi đến khi chọn ra 10 hạng đầu mới thôi. Hồng sư nhìn quanh một vòng, nói. Còn có ai không hiểu không? Không. Mọi người vội vàng gật đầu. Lần này so với tỷ thí danh sư bình thường, không có khác biệt quá nhiều, quy tắc rất là đơn giản. Vậy thì tốt, hiện tại trải qua tuyển chọn chỉ còn lại 27 người, tỷ thí vòng thứ nhất sẽ còn lại 16 người tấn cấp. Như vậy mới công bằng nhất, nói cách khác, đối chiến vòng thứ nhất này sẽ có 5 người sẽ trực tiếp tấn cấp, không cần tỷ thí. Hồng sư nói, đấu vòng loại, nếu muốn công bằng thì cũng có phương pháp tranh tài riêng mặc kệ người dự thi có bao nhiêu người, đánh vòng thứ nhất cũng phải bảo đảm là 2, 4, 8, 16, 32. Cũng chính là bội số như vậy. Chỉ có dạng quyết đấu này thì mới có thể bảo đảm đi đến cuối cùng chỉ có hai người tranh đoạt vị trí thứ nhất mà thôi. Tốt, bắt đầu rút thăm. Giới thiệu quy tắc xong, bàn tay lớn của Hồng sư vẫy một cái, một người phía dưới mang đồ vật vừa mới chuẩn bị xong đưa tới. Mà 27 người còn lại nhao nhao tiến lên rút thăm trương huyền cũng đi theo rất nhanh đã rút được một cái nhìn thoáng qua nội dung phía trên hắn lắc đầu xem ra vận khí của hắn cũng không tốt năm danh ngạch luân không hắn cũng không rút được ta luân không ngay lúc hắn đang cảm khái chỉ thấy vẻ mặt nhược hoan công tử hưng phấn nhìn về phía hắn hắn tiếp nhận tờ thăm quả nhiên thấy trên đó viết bốn chữ vòng một luân không mà hắn viết là đinh nhị tranh tài chia làm bốn khu vực giáp ất bính đinh mỗi một khu vực chia làm nhất, nhị, tam, tư. Rút ra số thẻ tương đồng sẽ tiến hành thi đấu. Nếu như ở phía trên ghi chú chữ luân không thì trực tiếp đi vào vòng thập lục cường. Thấy toàn bộ mọi người đã rút xong, Hồng Sư nói. Hai người tiến hành so sánh, từ thứ tự cao thấp thi đấu lần trước mà quyết định nội dung tỉ thí. Nói cách khác, lần trước thi đấu danh sư, thế lực bài danh cao sẽ có tư cách ưu tiên lựa chọn sử dụng phương thức nào để tỉ thí. Đương nhiên, đối phương cũng có thể cự tuyệt chỉ có điều chỉ có thể cự tuyệt một lần lần thứ hai chỉ có thể dựa theo yêu cầu của đối phương để tỉ thí quy tắc này so với tỉ thí trước kia không có gì khác biệt không cần giải thích quá nhiều thì mọi người cũng có thể hiểu rõ tốt hiện tại bắt đầu tranh tài hai vị rút được giáp nhất luân không rút được giáp nhị ký lên lôi đài số giáp nói xong hắn vung tay lên một mảnh xương mù cuối cùng trên sân khấu biến mất lộ ra bốn cái lôi đài không lớn phi ý ở dưới phân biệt ghi chú bốn chữ lớn giáp, ất, bính, đinh. Hai người thanh niên nắm trong tay tờ thăm, đồng thời đi tới. chương 1033, khiêu chiến quyền pháp 1. Nương theo bọn họ lên đài, Hồng Sư lại tuyên bố tuyển thủ trên ba lôi đài còn lại. Danh sư rút được ất nhất, bính nhất, đinh nhất, cũng phân biệt đến chỗ vị trí của mình. Hai bên tỉ thí đã đến đông đủ, hai bên bắt đầu thương định nội dung tỉ thí những chuyện này không cần hồng sư phải quyết định. Rất nhanh, tuyển đã chọn xong. Bốn lôi đài, hai lựa chọn dạy đọc sách làm người, một lựa chọn tâm cảnh khắc độ, chỉ có một lựa chọn luận võ. Danh sư, liên quan tới chức nghiệp phụ trợ, tâm cảnh khắc độ, sư ngôn thiên bẩm, dạy đọc sách làm người. Có rất nhiều bản lĩnh, đương nhiên sẽ không giống như võ giả, lấy võ lực đơn thuần để quyết định cao thấp. Nếu đơn giản như vậy thì cũng là không cần tổ chức thịnh hội tỉ thí như thế bởi vậy mặc dù bên trên là lôi đài thế nhưng trên thực tế người chân chính chọn dùng nắm đấm để phán định thắng bại số lượng cũng không nhiều đây mới thật sự là thi đấu danh sư a trương huyền cảm khái một câu trước đó những vòng mà hắn trải qua đều là tuyển chọn mà đây mới là đọ sức và tỉ thí giữa các danh sư xem như là thi đấu danh sư chân chính dương mắt nhìn qua bốn lôi đài không ngờ lại có một người quen cũ xuất hiện tống siêu trước đó trong thi đấu tuyển chọn mặc dù hung hiểm nhưng thành tích của hắn dường như cũng không tệ lắm quá quan chảm tướng một đường đi tới người giao đấu với hắn cũng là đệ tử tông môn thực lực không kém nhiều chỉ là thành tích khi thi đấu tuyển chọn lại kém xa tít tắc biết mình so hạng mục khác thì tỷ lệ chiến thắng sẽ càng nhỏ hơn cho nên mới đưa ra yêu cầu luận võ bắt đầu đi nương theo tiếng chiêng đồng tranh tài vang lên vị đệ tử này cắn răng một cái lao thẳng về phía tống siêu thực lực của hai người không kém nhau bao nhiêu, vừa mới giao thủ một đã có tiếng gió giết gào, toàn bộ lôi đài đều bay phất phới. Mặc dù những lôi đài này không lớn, phía trên lại bố trí có trận pháp. Bằng vào thực lực của hai người cũng không có cách nào phá hỏng được, có thể thỏa thích chiến đấu, không cần lo lắng tới những chuyện khác. Nhìn xem, Tống Siêu còn có thể tiến vào vòng trong hay không? Nhìn một hồi, Trương Huyền đã biết, Tống Siêu muốn thắng đối phương hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn mặc dù thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thế nhưng rõ ràng thân pháp của hắn càng thêm linh hoạt, dùng nhàn đối với mệt, tìm kiếm thời cơ. Chỉ cần đối phương xuất hiện cảm xúc lo lắng thì sẽ rất dễ dàng bị phản kích thành công, từ đó quyết định thắng bại. đã niết kết quả, trương huyền cũng không có tiếp tục xem tiếp mà nhìn về phía một lôi đài khác đang tiến hành tỉ thí dạy đọc sách làm người. so với tình cảnh chân khí gào thét, quyền gia liên tục, bên này thoạt nhìn nho nhã hơn nhiều hai người tranh tài này tùy tiện từ trong quảng trường tìm ra 20 hộ vệ tu vi không giống nhau. Mỗi người đều lựa chọn 10 người, chia làm hai tổ. Sau khi chọn xong, lại dùng phương thức truyền âm giảng bài, không làm ảnh hưởng lẫn nhau. Sau một nén nhang thì ngưng, nhìn hiệu quả và tình huống sau khi giảng bài. Nếu hiệu quả tốt, chiến thắng, nếu như tăng lên không rõ ràng thì coi như thất bại. Tỉ thí như vậy so với luận võ còn nho nhã hơn nhiều, cũng càng phù hợp với khí chất của lão sư hơn. Thấy bên này muốn phân ra thắng bại cũng cần không ngắn thời gian. Hắn lại nhìn về phía một lôi đài khác đang tỉ thí tâm cảnh khắc độ. Hai người đều dùng trung phẩm văn lý thạch, rất nhanh đã hiện lên con số bên trên. Một người là 14, 7, một người là 14.9, người sau chiến thắng. Đây là thứ đơn giản nhất, tốc độ nhanh nhất, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ là, tâm cảnh khác độ là chỗ dựa dẫm và vốn liếng của danh sư. Rất nhiều người đều không nguyện ý công bố ra, người trực tiếp tiến hành so sánh giống như vậy chỉ sợ có thể nhìn thấy một lần, coi như rất là may mắn. Rất nhanh, tỉ thí vòng thứ nhất đã kết thúc, đúng như Trương Huyền đoán, Tống Siêu đã chiến thắng. Hai lôi đài chọn dạy đọc sách làm người cũng đã chia ra kết quả. Người tốt nhất, dùng thời gian một nén nhang giảng giải cho một người tu luyện đột phá tại chỗ, đạt được thắng lợi mà một người khác cũng dựa vào bình xét tổng hợp để thành công tấn cấp. Vòng thứ hai, 12 hai tuyển thủ rút được giáp tam, ất tam, bính tam, đinh tam, mời lên đài tỷ thí. Vòng thứ nhất đã kết thúc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Hồng Sư không để ý chút nào mà tiếp tục tuyên bố tỷ thí vòng thứ hai. Trong đó, ất nhị, bính nhị đều là người luôn không. Nghe thấy vòng sau mình sẽ lên sân khấu, Trương Huyền cũng không trì hoãn mà đi thẳng về phía đài tỷ thí có ghi chú chữ đinh trương sư rút được đinh nhị sao sao ta lại xui xẻo như vậy chứ nhìn thấy hắn từ trong đám người đi ra một thanh niên biến sắc xém chút nữa đã khóc rất rõ ràng hắn cũng rút chúng con số này sẽ cùng vị phá hoại cuồng ma này tiến hành tỉ thí vòng thứ nhất vòng thứ nhất đã tỉ thí với hắn quả thực quá không may mắn khóe miệng một vị đồng bạn bên cạnh hắn cũng giật một cái trương sư này lúc thi đấu tuyển chọn một đường nghiền ép làm hỏng tất cả bảo vật các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng ra được. Nếu nói tất cả mọi người ở đây, người mà mọi người không muốn so tài nhất. Như vậy nhất định tên này sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Hiện tại danh khí rất lớn, so với La Tuyền cũng cao hơn một bậc. Vừa ra trận đã gặp mặt, quả thực là xui xẻo. Làm sao bây giờ, người nói có nên bỏ quyền hay không? Nếu không, ta sợ, vừa mới đi lên tỉ thí, hắn sẽ hủy ta đi. Vẻ mặt thanh niên này có chút cầu xin dung tính tình thấy gì hủy đó của tên kia một khi hắn đi lên liệu có thể cũng bị tháo thành tám khối hay không chỉ tham gia thi đấu mà thôi hắn còn không muốn chết không toàn thây a khụ khụ hẳn là sẽ không phá hủy người ta a đồng bạn an ủi hắn một câu vừa rồi ta cũng cho rằng như vậy sẽ không phá hủy thiên tinh cờ thanh niên kia nói cái này đồng bạn hắn lập tức câm miệng cũng không biết trả lời như thế nào tên này thực sự quá dọa người nếu như nói để cho bọn họ đối mặt một lần lần nữa, chỉ sợ bọn hắn sẽ tình nguyện chọn dị linh tộc mà sẽ không chọn Trương Huyền. Cũng đồng nghĩa với việc, áp lực khi tỷ thí với hắn đã vượt qua đối mặt với tộc nhân dị linh tộc. Đã đi đến bước này rồi, bỏ quyền nhất định là không được, đừng có gấp, coi như vị Trương sư này rất lợi hại thì cũng chưa chắc đã không có kẽ hở để vọt qua. Đồng bạn lần nữa an ủi hắn. Chương 1034, khiêu chiến quyền pháp 2 dù sao vạn quốc liên minh lần trước có thành tích không bằng tông môn chúng ta. Người đưa ra một hạng mục mà mình am hiểu nhất để hắn tham dự. Như vậy có lẽ còn có thể chiến thắng, một khi thành công. Dựa vào cố uy thế này, đừng nói là top 16, trước 8 cũng dễ như trở bàn tay. Chuyện này, cũng đúng nha, sừng sốt một chút, thanh niên kia khẽ gật đầu. Hắn tỉ thí với Trương Huyền, nhất định tất cả mọi người đều nhìn vào, nếu như có thể chiến thắng, bất kể là lòng tự tin hay là cái gì cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ có thể nhờ vào đó mà một lần hành động xông vào 10 vị trí đầu. Danh sư đối chiến, lòng tin rất là quan trọng. Được, liều mạng. Hiểu rõ điểm ấy, thanh niên cắn răng một cái. Làm danh sư tứ tinh, coi như có e ngại thì hắn vẫn có thể rất nhanh điều chỉnh được tâm tình. Vậy trước hết chúng ta phân tích một chút, để xem nhược điểm của vị trương sư này. Thấy hắn không có ý định từ bỏ, đồng bạn hài lòng gật đầu nói. Cửa thứ nhất khi khảo hạch trương sư đã phá hoại quỷ vực huyễn thành. Điều này đã nói rõ kỳ môn độn giáp trong đó đối với hắn không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Tâm tính rất tốt chỉ là một thứ. Tất nhiên nhãn lực cũng rất tốt. Ừm, thanh niên gật đầu. Quỷ vực huyễn thành vô cùng đen tối, bốn phía đều là linh tính, không có nhãn lực tuyệt hảo. Một khi tiến vào bên trong sẽ không rõ phương hướng, coi như muốn phá hoại nó thì cũng không phá hỏng được a. À điểm ấy, nhất định ngươi không làm được, cho nên. Không nên tỉ thí nhãn lực với hắn, thậm chí những thứ có liên quan tới nhãn lực. Đúng, thứ có liên quan tới nhãn lực chính là phát hiện ra sai lầm khi tu luyện, chỉ điểm tu vi. Thanh niên kia vội vàng mở miệng nói. Ừm, cửa thứ hai, hắn nói cho dị linh tộc nhân tự sát. Điều này đã nói rõ tâm cảnh khắc độ cực mạnh, đối với sư ngôn thiên bẩm có lực khống chế rất đáng sợ. Đừng tỉ thí tâm cảnh khắc độ và dạy đọc sách làm người. Đồng bạn tiếp tục phân tích, chỉ bằng vào nói chuyện đã khiến cho dị linh tộc nhân tự sát. Điều này đã nói rõ không chỉ tâm cảnh khắc độ mạnh mẽ, ngay cả sư ngôn thiên bẩm cũng đã đạt tới trình độ cực cao. So so cái này với hắn, sợ rằng sẽ dẫm vào vết xe đổ của dị linh tộc. Cửa thứ ba đọc thuộc lòng thư tịch, cửa thứ tư khảo hạch ngộ tính. Mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng ngộ tính rất cao, người thông minh, lý giải về tu vi cũng sẽ rất cao, cho nên Tổng hợp mà xem, ta cảm thấy khi ngươi đi qua đó có lẽ nên trực tiếp khiêu chiến tu vi. Phân tích một lần, đồng bạn hắn mới đưa ra kết luận. Không sai, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến thực lực, chẳng qua hắn chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ta Li Ai là chọc thanh cảnh tứ trọng trung kỳ, muốn vượt qua hắn có lẽ rất đơn giản. Hai mắt thanh niên này sáng lên. Các thủ đoạn danh sư khác đều không có cách nào so sánh được, đã như vậy Vậy thì dùng thứ đơn giản nhất, cũng thô bạo nhất. Luận võ, thực lực của hắn so với đối phương cao còn cao hơn, rất rõ ràng đã chiếm hữu ưu thế cực lớn. Chỉ là, ý nghĩ thì không tệ, nhưng hắn có một lần cơ hội cự tuyệt, vạn nhất hắn ta cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Cao hứng một chút, người thanh niên kia lại lần nữa lắc đầu. Mặc dù lần trước vạn quốc liên minh thi đấu hạng chót, không có năng lực chọn bộ môn tỉ thí, thế nhưng cũng có quyền một lần cự tuyệt. Vạn nhất bản thân đưa ra yêu cầu luận võ, đối phương không đồng ý. Như vậy không phải sẽ phải đi vào vòng lần quần tỉ thí mấy thứ kia hay sao? Người ngốc sao, luận võ là gọi chung, người có thể trực tiếp hỏi hắn tỉ thí quyền pháp. Sau khi hắn cự tuyệt thì lại mở miệng tỉ thí kiếm pháp, như vậy, đã cự tuyệt một lần thì sẽ không có cách nào lại tiếp tục cự tuyệt lần thứ hai. Nếu như so kiếm pháp, bằng vào tông môn người đệ nhất kiếm thuật, ta không tin hắn có thể so sánh được với người A. Đồng bạn hắn cười cười nói: "Đúng a." À. Ánh mắt người nọ sáng lên, lại lần nữa khôi phục lòng tin, Đắc Chí vừa lòng nói: "Đa tạ đề nghị của ngươi, chờ ta đánh bại hắn, đi vào 10 vị trí đầu, nhất định ta sẽ khao khao ngươi thật tốt. Chờ tin tức chiến thắng của ta đi." Nói xong, hắn tràn ngập cao hứng đi về phía lôi đài chữ đinh. Tại hạ Ngô Thiên Hào phi Vân Tông, mời Trương sư chỉ giáo. Đứng vững ở trên lôi đài, thanh niên ôm quyền vạn quốc liên minh trương huyền trương huyền cũng gật gật đầu lại nhìn qua không biết ngô sư muốn lựa chọn tỷ thí như thế nào ta muốn khiêu chiến quyền pháp của ngươi dựa theo lời nhắc nhở của đồng bạn khóe miệng ngô thiên hào nhích lên quyền pháp trương huyền gật đầu tốt sao nào không đồng ý không đồng ý vậy chúng ta tỉ thí a à, trong lúc hưng phấn đang muốn nói tiếp thì ngô thiên hào đột nhiên kịp phản ứng sửng sốt một chút rồi hỏi ngươi nói ngươi đồng ý đúng vậy a à, tỉ thí quyền pháp mà thôi bắt đầu đi trương huyền gật đầu đối phương có chủ ý gì không cần đoán cũng có thể đoán ra được chỉ là đối với hắn chuyện này cũng không quan trọng thân thể của ngô thiên hào nhoáng một cái run rẩy làm sao người lại không ra bài theo lẽ thường như vậy chứ ta đưa ra yêu cầu tỉ thí quyền pháp không phải ngươi nên trực tiếp cự tuyệt sau đó cuối cùng tiến hành tỷ thí kiếm pháp hay sao làm sao lại đồng ý sảng khoái như vậy chứ? Vốn hắn còn muốn dựa dẫm vào kiếm pháp siêu phàm thoát tục để đánh bại đối phương, hiện tại xem ra, đã không có cơ hội. Quên đi, coi như quyền pháp không tốt như kiếm thuật, thế nhưng cũng không tính là quá yếu. Cùng lắm thì vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, dốc hết toàn lực. Để ta xem ngươi còn có thể phá giải được hay không. Đối phương kém hắn hai cấp bậc nhỏ, trong đó còn liên quan nguyên khí, biến hóa của hai đại cảnh giới chọc thanh hắn không tin đối phương có thể làm gì được hắn. Người đã đồng ý, vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, cắn răng, khí thế trên người ngô thiên hào trong nháy mắt đã tăng lên, cả người giống như một lão hổ vừa từ trong rừng đi ra. Hai tay siết chặt, miệng hét lớn một tiếng, sau đó thân thể vọt lên. chương 1035, lại dùng sức lớn rồi một. Nguy rồi, làm sao trương sư lại đồng ý tỉ thí quyền pháp cơ chứ? nhìn thấy rõ tình huống trên đài, khang đường chủ tràn ngập lo lắng nói. Nguyên nhân chủ yếu mà lúc trước hắn không cho rằng trương sư có thể thu được vị trí quán quân, chính là sợ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tu vi quá yếu, khi chân chính đối chiến sẽ bị đối thủ thừa dịp mà vào. Luận võ là dựa vào thực lực, dựa vào tu vi, coi như trước đó có biểu hiện nghịch thiên tới mấy, tâm cảnh khắc độ lại cao hơn, thì cũng vô dụng. Đúng vậy a, à, đúng là có chút lỗ máng khuôn mặt tô sư lang sư cũng xám xanh có chút khó coi mặc dù vạn quốc liên minh dựa theo thành tích lần trước đã không có cách nào quyết định mình sẽ so tài cái gì thế nhưng vẫn còn có một lần cơ hội cự tuyệt đối phương khiêu chiến luận võ vậy mà ngươi cũng không cự tuyệt kỳ thật cự tuyệt cũng không có tác dụng gì triệu phi vô ở bên cạnh đã nhìn ra suy nghĩ của mấy vị danh sư nàng cười khổ mở miệng ồ mọi người nhướng mày nhìn lại chỉ cần không luận võ, bằng vào trình độ ở trên các phương diện khác của Trương sư, nhất định sẽ không kém bất luận kẻ nào. Đối phương muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Vì sao lại nói có cự tuyệt cũng vô dụng? Đối phương biết Trương sư tu vị yếu kém, làm sao có thể từ bỏ cơ hội được chứ? Nếu như Trương sư không đồng ý so quyền, nhất định người ta sẽ nói tiến hành so kiếm hoặc là so đao. Thậm chí, so mức độ chân khí hùng hậu, có thể cự tuyệt một hạng mục thế nhưng nhất định sẽ không cự tuyệt được hạng mục thứ hai." Triệu Phi Vũ nói. Mặc dù nàng chưa có xem thi đấu danh sư chân chính, thế nhưng cũng đã đọc qua không ít sách vở, đối với quy tắc vẫn biết rất rõ ràng. "Cái này." Sắc mặt đám người Tô sư, Khang Đường chủ cứng đờ. Không phải bọn họ ngốc mà không nghĩ tới điểm ấy, mà là quan tâm quá sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Hơn nữa thân là danh sư, tỉ thí lại công bằng công chính, ai sẽ nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi như vậy chứ? Lúc này nghe nữ tử trước mắt nói ra, tất cả đều tức giận tới mức dâu ria dựng lên lên, rất là tức giận. Hèn hạ! Lăng sư hét lớn một tiếng. Quả thực quá hèn hạ! Kỳ thật cũng không tính là hèn hạ, đã tỉ thí thì đương nhiên sẽ phải xuất ra tuyệt chiêu lợi hại nhất. Khang đường chủ lắc đầu. Hiện tại xem ra, không biết có thể phát sinh kỳ tích hay không kỳ tích, rất khó, trương sư mới vừa vặn đột phá tu vi, không nói trước đó có củng cố hay không củng cố. Chỉ bằng vào thực lực chọc thanh cảnh trung kỳ của đối phương, hai người đã tranh lệch hai cấp bậc nhỏ, sẽ rất khó để chiến thắng. Tô sư lắc đầu, đạt tới hóa phàm, ở giữa mỗi một cấp bậc đều giống như là rạch trời. Không nói đâu xa, chỉ nói lực lượng, lực lượng của âm dương cảnh đỉnh phong là 80 vạn đỉnh, mà chọc thanh cảnh trung kỳ là 120 vạn đỉnh, tranh lệch tới 40 vạn, không phải đơn thuần chỉ cần vận khí tốt là có thể triệt tiêu sự tranh lệch giữa song phương đúng vậy a à, tranh lệch giữa bọn họ quá lớn ta cũng không coi trọng trương sư a à, gật gật đầu trong lòng khang đường chủ như cho tàn lúc đang cảm thấy trương sư có thể sẽ thua thì đột nhiên thân thể cứng đờ cả người mở to hai mắt ra nhìn giống như hóa đá làm sao vậy tô sư không nhịn được nhìn qua mau nhìn lên trên đài khang đường chủ vội nói trên đài, Tô sư vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở lôi đài chữ đinh, chỉ có một người Trương Huyền đang đứng ở phía trên, mà Ngô Thiên Hào ở đối diện lại không thấy tung tích đâu nữa. Gia Hỏa So Quyền với hắn đâu rồi? Tô sư vội vàng hỏi. Làm sao lại không có nhìn thấy, chẳng lẽ tên này đã biến mất không thấy tăm hơi rồi? Sau khi tỷ thí bắt đầu, chỉ cần rời khỏi đài tỷ thí thì sẽ trực tiếp bị phán là thua. Hắn, hắn? Bờ môi Khang Đường chủ run rẩy chỉ một ngón tay về phía không trung. Hắn đang bay, bay, ầm, um, đám người tô sư xém chút nữa đã ngã sắp xuống. Biết bay, chẳng lẽ tên kia là thánh giả? Cả đám đồng loạt theo ngón tay nhìn lại, vừa nhìn qua, khuôn mặt lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy bầu trời quả nhiên có một bóng người màu đen đang tự do bay lượn, đã bay ra chỉ ít hơn 100 mét, thế nhưng vẫn còn tiếp tục lên cao. Nếu như là công kích, nhất định sẽ càng bay càng gần mà tên này, vẻ mặt kinh hoàng, giống như gặp quỷ, miệng không ngừng thét lên. Lại dùng tốc độ cực nhanh phi hành về phía sau, giống như quả bóng đá bị đá bay vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Tô sư thực sự không nhịn được phải hỏi một câu. Trương sư nhẹ nhàng đẩy hắn, "Đã bay?" Khóe miệng Khang Đường chủ co giật một cái. Coi như tình cảnh vừa nãy, dù tận mắt thấy thế nhưng hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vị cường giả chọc thanh cảnh trung kỳ từ tông môn tới này, dựa vào tu vi, đánh một quyền về phía trương sư. Nhìn uy lực của chiêu này, xem như hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nào ngờ. Trương sư động cũng không có động, bàn tay nghênh đón công kích. Lại nhẹ nhàng đẩy, sau đó, đã không có sau đó. Cái tên này lập tức bay. Nhẹ nhàng đẩy sao? Đám người tô sư, lăng sư, kim tòng hải nhìn nhau, cảm thấy giống như đang nghe đọc sách, tất cả như phát mộng. Hóa phàm tứ trọng trung kỳ, thực lực không kém bao nhiêu so với bọn hắn, lại thêm kiến thức, cấp bậc danh sư cũng không hề yếu. Chỉ là bị bàn tay của Trương sư nhẹ nhàng đẩy đã bị đánh bay. Sao thế nào lại giống như nghe kể chuyện xưa, khiến cho người ta không thể tin tưởng như vậy chứ? Không riêng gì bọn họ cảm thấy như nằm mơ, toàn bộ quảng trường cũng đều lặng ngắt như tờ. Vốn, mọi người thấy vị Ngô Thiên Hào này trực tiếp khiêu chiến quyền pháp, trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng khi thấy cảnh này, tất cả đều trợ mắt, trong mắt sắp rơi ra ngoài. chương 1036, lại dùng sức lớn rồi hai. Đây là tình huống gì vậy? Bọn họ nghĩ trương sư có thể sẽ thắng, thế nhưng mà nhất định phải là sau khi so chiêu, 10 phần gian nan mới thắng được. Mà trước mắt, vừa đẩy đã bay, giống như ném một tảng đá đi vậy, thật hay giả. Từ lúc nào, cường giả chọc thanh cảnh trung kỳ cũng dễ dàng đánh bại như vậy a à? Là nhãn lực của trương sư quá lợi hại. Đánh bay ngô sư, thứ dùng cũng không phải là lực lượng của mình, mà là tá lực đả lực. Đúng vậy A, à, trong nháy mắt đã nhìn ra quỹ tích vận hành lực lượng của đối phương. Đồng thời kìn sử dụng thủ pháp áp chế hắn, dựa thế đánh bay. Chiều này quả thực chính là bản mẫu lấy yếu thắng mạnh trong lúc chiến đấu A. À. Tốc độ đối chiến nhanh như vậy, sao hắn có thể nhìn ra được? Rất nhanh, không ít người đã kịp phản ứng. Mỗi một người đều tràn ngập khiếp sợ. Vừa rồi mặc dù động tác giao thủ rất nhanh, thế nhưng ở đây có không ít danh sư tứ tinh, nhãn lực kinh người, vẫn có thể nhìn ra được một vài vấn đề. Ngô Thiên Hào đánh tới một quyền, dùng lực lượng toàn thân, kết quả vừa mới đánh ra không lâu, nhu không thể giữ, quá cứng dễ chết hiểu trong nháy mắt đối phương đã phát hiện lỗ thủng của chiêu số. Lại mượn cơ hội dùng bàn tay kéo một cái, ngay cả một chiêu còn chưa có kết thúc thì đã bị ném bay ra ngoài ngay sau đó đã xuất hiện một màn người bay trên không trung này đồng bạn ngô thiên hào nhìn thấy cảnh này mí mắt cũng xoay loạn xém chút thổ huyết sớm biết thực lực của người này lợi hại như vậy thì cần gì phải ra chủ ý ngu ngốc như vậy chứ lần này thì thảm rồi coi như ngô thiên hào không bị thương thế nhưng lần phi hành này rơi xuống không chết thì ít nhiều cũng bị phế a à. chẳng lẽ chính mình là đồng đội heo trong truyền thuyết hay sao ngay lúc hắn đang tự trách Quả nhiên đã thấy Ngô Thiên Hào không biết đã bay được bao xa, không có lực lượng, rơi thẳng từ không trung xuống dưới. Đầu đâm vào nhà lầu cao lớn của Minh phủ chủ, một trận bụi mù dâng lên cùng với tiếng kêu thảm như giết heo. Sau đó lập tức biến mất trước ánh mắt của mọi người. Thiên Hào sư đệ, chân nhảy một cái, vội vàng phóng đi về phương hướng mà hắn rơi xuống, còn chưa đi xa thì đã nghe thanh niên trên lôi đài chữ đinh dùng thanh âm tràn ngập vẻ vô tội vang lên. Cái này, xấu hổ Ta lại dùng sức hơi lớn rồi. Phốc, dùng sức hơi lớn rồi. Thân thể nhoáng một cái, thiếu chút đã té ngã trên mặt đất. Người có thực lực yếu hơn, tu vi thấp hơn, đánh bay người có tu vi cao, lại còn nói dùng sức lớn. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, có chút phát điên, thi đấu tuyển chọn phế đi từng cửa ải tham gia, vừa bắt đầu thi đấu đã đánh cho cường giả hơn bản thân hai cấp bậc nhỏ bay lên trên bầu trời. Rốt cuộc tên này là dạng quái thai gì chứ? Còn có thiên lý nữa hay không? Hắn buồn bực sắp phát điên, kỳ thật nói thật, Trương Huyền càng thêm buồn bực hơn hắn. Tên này khí thế hùng hổ mà đến, vừa ra tay đã dùng lực lượng cường đại nhất. Đổi lại là người khác thì sẽ nghiền ép, nhưng đối với hắn lại không đáng kể một chút nào. Lực lượng chân khí của hắn đạt tới 100 vạn đỉnh, hồn lực 160 vạn đỉnh, chỉ cần vu hồn không rời khỏi thân thể, không có người nào có thể nhìn ra hắn có lực lượng 260 vạn đỉnh. So với cường giả hợp linh cảnh trung kỳ chỉ mạnh chứ không yếu, tên này có thể đỡ nổi mới là lạ. Chỉ là, hắn cũng biết, đối mặt với một quyền đánh bay đối hắn, nhất định sẽ quá mức kinh thế hãi tục. Cho nên hắn cố ý dùng minh lý chi nhãn, tìm một sơ hở, muốn ném hắn ra khỏi lôi đài. Ai ngờ, tên này lại dùng lực lượng quá lớn, lại thêm sau khi hắn tấn cấp, không nắm rõ thực lực cụ thể của cường giả hóa phàm tứ trọng, lại hơi tăng thêm một chút khí lực từ chỗ cao như vậy ngã xuống coi như có thực lực chọc thanh cảnh trung kỳ có lẽ cũng phải rơi tới thất điên bát đảo cho dù không chết được trong một hai tháng muốn đứng lên cũng khó cẩn thận nói ra thật sự hắn không cố ý khi giao thủ qua với phân thân lúc ấy hắn bị ngược giống như chó vậy cho nên hắn vốn cho rằng cường giả hóa phạm tứ trọng đều cực kỳ cường đại ai nghĩ đến vừa mới quăng ra đã bay xa như vậy quên đi hồng sư ta như vậy có được coi là thắng không người đã bay xoắn suýt nhiều hơn nữa cũng vô dụng trương huyền đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía hồng sư thắng thắng khóe miệng hồng sư giật một cái xem ra thứ tên này có thể làm hỏng không riêng gì pháp bảo mà còn có người không chỉ hắn có ý nghĩ này không ít danh sư tham gia tỉ thí trên đài đều nhíu mày mí mắt giật giật tuyệt đối đừng luận võ cùng tên này đúng vậy a à, thế nhưng không luận võ thì so cái gì ta cũng không biết dù sao không luận võ là được. Nếu không, chết cũng không biết chết thế nào. Vốn bọn họ cho rằng, tên này chỉ có thực lực âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ cần thi triển ra thực lực chân thật, muốn vượt qua hắn rất là nhẹ nhàng. Chỉ là có nằm mơ bọn họ cũng không có nghĩ đến. Căn bản không phải như vậy. Mô Thiên Hào chính là một ví dụ thê thảm đau đớn nhất. Không có tự mình trải qua cũng đã cảm thấy đau tới nhách nghiệp, huống chi là người trong cuộc nên này rất nhanh Trương Huyền đã chiến thắng, ba lôi đài khác, qua một đoạn thời gian cũng đã có kết quả. Lần tỉ thí này, chỉ có hắn luận võ, ba lôi đài còn lại đều dùng phương thức danh sư để giải quyết thi đấu. Thậm chí có một lôi đài còn dùng tới đấu khẩu. Danh sư, không chỉ lý giải sâu về công pháp, mà lượng tri thức còn phải rất rộng. Đấu khẩu giống như hùng biện vậy, chính là dùng ngôn ngữ để công kích đối phương, nói ra tri thức làm cho đối phương không có cách nào trả lời được. Ai trả lời không ra trước thì sẽ là kẻ thua. Vì công bằng, loại tỉ thí này bình thường đều là ba ván thắng hai. Hai bên tiến hành đấu khẩu, trải qua ba ván tỉ thí, một danh sư của một tông môn khác và La Tuyển cùng thu được thắng lợi. Lại nhìn một lát, phát hiện ra tất cả mọi người tỉ thí trên cơ bản đều cơ bản giống nhau, Trương Huyền đã mất đi hứng thú, không biết qua bao lâu, lúc này thanh âm của Hồng sư mới lần nữa vang lên. Được rồi, hiện tại 16 người đứng đầu đã xuất hiện. Mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành cạnh tranh trước tám. Top 16 đã ra rồi sao? Trương Huyền dương mắt muốn nhìn một chút xem có những ai đi vào top 16, chỉ thấy Nhược Hoan công tử đang mang theo vẻ mặt lo lắng đi tới. Chương 1037, phân tích của Triệu Phi Vũ 1. Trương sư. Đi tới trước mặt hắn, Nhược Hoan công tử trần chờ một chút rồi cắn răng nói. Tại hạ có việc muốn nhờ. Mời nói. Thấy vị công tử cao ngạo nhất vạn quốc thành này lại tìm đến mình, Trương Huyền mỉm cười nói. Lúc vừa mới bắt đầu hai người có chút hiểu lầm, chỉ có điều, lúc đi tới băng nguyên cung đã hóa giải, hơn nữa cùng là người dự thi của vạn quốc liên minh. Nếu như có thể trợ giúp thì chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt. Vốn ta không có hy vọng gì với 10 vị trí đầu, nhưng... Đã đi vào top 16, nếu như không tranh một lần, thực sự ta không cam tâm. Nhược hoan công tử hơi đỏ mặt, nói hắn rút chúng giáp nhất, tự động luân không. Nói cách khác, từ khi thi đấu bắt đầu đến bây giờ, một lần khảo hạch cũng không có trải qua thì đã tiến vào thập lục cường. Con người đều có ham muốn, nếu như trước đó đã dừng bước, như vậy hắn cũng không xoắn suýt. Hiện tại cũng đã đi vào thập lục cường, chỉ cần chiến thắng một trận là có thể đi vào 10 vị trí đầu, đổi lại là ai cũng sẽ tâm động không dứt. Người đối chiến cùng ta là tần lỗi của Bạch Dương Tông. Nói qua tình huống một lần, trên mặt nhược hoan công tử hiện lên vẻ lo lắng. Ta không có tự tin có thể vượt qua. Tần lỗi, người xếp hạng thứ ba trên tiềm lực bảng, Trương Huyền nhìn qua. Trước đó Khang Đường chủ đưa cho hắn một danh sách, bên trên có cái tên này. Siêu cấp thiên tài của Bạch Dương Tông, danh sư tứ tinh đỉnh phong, cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thứ tự ở trên tiềm lực bảng gần với La Tuyền Lưu Vân Tông và Lưu Vũ Trí Hàn Khí Tông là người đứng đầu có hy vọng đoạt giải quán quân trong toàn bộ những người thi đấu, cực kỳ nổi danh. Đúng vậy, Nhược Hoan công tử gật đầu. Nếu như là hắn, muốn vượt qua, chỉ sợ không quá dễ dàng. Trương Huyền cau mày. Mặc dù trong khoảng thời gian này Nhược Hoan công tử có tiến bộ rất lớn, thực lực cũng đã đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thế nhưng nếu muốn so với loại đệ tử tông môn như đối phương thì vẫn còn kém một mảng lớn. Nội tình vẫn còn ở đó không phải một hai tháng lâm trận mới mài gươm là có thể bù đắp được. Cho nên, tại hạ muốn cầu trương sư chỉ điểm, mặc kệ về sau có thể thắng hay không, tại hạ đều cảm kích vô cùng. Nhược hoan công tử vội nói, vị trương sư này thi đấu thực sự quá trói mắt, ngay cả bọn người la tuyền, liều vũ trí có nhân khí vượng nhất cũng bị ép xuống. Nếu nói ai có thể chỉ cho hắn cách thành công khiêu chiến, tuyệt đối không phải là lão sư khang đường chủ, mà là vị trước mắt này. Chỉ điểm không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có chủ ý này, Trương Huyền lắc đầu. Nhưng các ngươi, ngay cả nội dung tỉ thí ta cũng không biết, ta biết chỉ điểm như thế nào đây? Thi đấu danh sư, nội dung tỉ thí rất đa dạng, Vạn Quốc Liên Minh là tồn tại hạng chót trong thi đấu xếp hạng lần trước, vì vậy không có tư cách chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận, ngay cả đối phương sẽ chọn dạng tỉ thí gì cũng không rõ ràng, làm sao chỉ điểm cơ chứ? coi như nếu thật muốn thắng thì cũng phải xem trước người ta ra bài gì a à. ngay cả mặt bài cũng không biết đừng nói là bản thân hắn xem như ngay cả danh sư lục tinh thất tinh chân chính cũng bất lực coi như hắn muốn giúp cũng lực bất tòng tâm cửa ải vừa rồi hắn đối chiến với ngô thanh chân tức tông hai người này bất kể từ một điểm nào cũng không kém nhiều cho nên mới đưa ra yêu cầu tỉ thí dạy đọc sách làm người cũng dùng hạng mục này chiến thắng đối mặt với ta ta cảm thấy chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy, sẽ có khả năng trực tiếp chọn luận võ. Nhược hoan công tử trần chờ một chút rồi nói. Ngô Thành cũng là danh sư bài danh 10 vị trí đầu trong tiềm lực bảng, kết quả vận khí không tốt, lại gặp tần lỗi. Ngay cả cửa thứ nhất cũng không có qua, đã bị đào thải. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thủ đoạn khác cũng rất gần nhau, cho nên tần lỗi mới đưa ra yêu cầu tỉ thí dạy đọc sách làm người. Chỉ là, đối mặt với hắn chắc chắn sẽ không phí chắc trở lớn như vậy, rất có khả năng sẽ đưa ra yêu cầu luận võ. Mặc dù cùng là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thế nhưng hắn vừa mới đột phá, không biết đối phương đã đắm chìm ở cảnh giới này bao lâu rồi. Lại thêm tông môn bất kể là võ kỹ hay là khống chế đối với thực lực đều cao thâm hơn, muốn chiến thắng, vẫn rất là đơn giản. Bởi vậy, nếu hắn đoán không sai, đối phương gặp phải hắn thì nhất định sẽ trực tiếp dùng phương thức nghiền ép. Cái này trương huyền vò đầu nếu như là luận võ thì cũng còn dễ nói nhờ vào chỉ điểm của mình khiến cho hắn ta trong vòng nửa canh giờ tăng lên một đoạn đây cũng không phải là chuyện không làm được chỉ là vạn nhất không so cái này thì làm sao bây giờ tất cả chuẩn bị đều đổ sông đổ bể hay sao trương sư nhược hoan xuống ăn vài thứ khôi phục thể lực đang muốn gì đó thì đã nghe thanh âm của khang đường chủ vang lên quay đầu nhìn lại lúc này hắn mới phát hiện ra trải qua cả ngày thi đấu, đã có không ít người mệt mỏi, đi xuống sân khấu. Người cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần ăn uống thì ăn uống. Đi xuống trước đi. Không biết đối phương sẽ khiêu chiến hạng mục gì, cho nên có thương nghị nhiều hơn nữa cũng vô ích, hai người đi xuống sân khấu. Minh phủ chủ đã chuẩn bị xong các loại thức ăn, phong phú 10 phần, thậm chí còn có không ít thịt linh thú, có thể bổ sung tiêu hao cực lớn. Không thể không nói, vừa nhìn thấy những món ăn này, trương huyền đã cảm thấy đói lạ vừa rồi hai người đang thương nghị cái gì vậy triệu phi vỗ cười khanh khách rồi nhìn qua a à, nhược hoan công tử sắp đối chiến với tần lỗi bạch dương tông cho nên muốn ta chỉ điểm cho một chút nhưng mà ta lại không biết đối phương chọn loại phương thức nào để tranh tài trương huyền vừa ăn vừa nói loại phương thức nào sao hai tay triệu phi Vũ nâng cầm lên ngồi ở một bên trần chờ một chút rồi nói ta cảm thấy hẳn là sẽ là lý giải về tu vi. Lý giải về tu vi, đám người Trương Huyền, Nhược Hoan công tử nhìn qua. Vừa rồi bọn hắn đang đoán là luận võ, làm sao nàng lại đoán hoàn toàn khác biệt như vậy chứ? Lý giải về tu vi, thứ này khá là phức tạp, hơn nữa nếu phân tích sẽ rất phiền phức, có rất ít người chọn cái này để tỉ thí. Tô sư nói, lý giải về tu vi có thể từ mấy phương diện để giải thích, giảng giải cùng một bản võ kỹ hoặc là giảng giải cùng một bản công pháp. Thế nhưng, cho dù là loại nào cũng tiêu hao thể lực, mấu chốt nhất là, ông nói ông có lý bà cũng nói bà có lý. Chỉ cần không trổ hết tài năng, vượt qua đối phương quá nhiều thì rất khó khiến cho người ta phán định thắng thua. Tất cả mọi người đều là danh sư tứ tinh đỉnh phong, lý giải về công pháp cũng không kém nhiều, muốn chọn loại tỉ thí khá là phiền toái này, sợ rằng cũng không có ai nguyện ý. Nói ta nghe một chút, biết vị công chúa trước mắt này, mặc dù tu vi không quá cao, Thế nhưng từ nhỏ đã đọc sách, lượng tri thức cực lớn, cho nên cũng có không ít tâm tư quỷ quái, Trương Huyền hỏi. A, à, rất đơn giản, nhìn hắn lần này bên trong thi đấu muốn lấy được thứ gì nhất. Triệu Phi Vũ cười cười. Chương 1038, phân tích của Triệu Phi Vũ 2. Được cái gì, nhược Hoan công tử sướng sờ. Tham gia thi đấu, đương nhiên phải nghĩ tới vị trí quán quân. Nếu là tham gia thi đấu danh sư, ai mà không muốn vị trí quán quân cơ chứ? Vị tần lỗi này càng là người đứng đầu có thể đoạt giải quán quân, không nghĩ tới mới là kỳ quái. Vậy là được rồi, mà bây giờ, con đường đi thông quán quân, chướng ngại lớn nhất là cái gì? Hai mắt triệu phi vũ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt trắng nõn chuyển hướng về phía thanh niên trước mắt cách đó không xa. Đương nhiên là, trương sư, điểm ấy không cần nhược hoan công tử nói thì người người đều biết biểu hiện Rukra Trương Huyền trên thi đấu tuyển chọn, có thể dùng từ như bẻ cành khô để hình dung, biểu hiện quá mức nghịch thiên. Sau khi thi đấu bắt đầu, khiến cho người ta từng lần cho rằng tu vi yếu kém, thế nhưng lại tỏa ra hào quang rực rỡ. Đã trở thành người nóng bỏng nhất lần thi đấu này, có cơ hội đoạt giải quán quân nhất. So với đám người la tuyển còn hơn một bậc. Nếu nói, chướng ngại lớn nhất của tần lỗi này nếu muốn đến vị trí quán quân, không thể nghi ngờ là hắn. Đúng a à nếu là trương sư tự nhiên ngươi không phải là mục tiêu của hắn nói cách khác căn bản không có đặt ngươi ở vị trí ngang hàng triệu phi vũ nói nhược hoan công tử hơi đỏ mặt mặc dù lời này có chút đả kích người nhưng hắn biết đối phương nói không sai lấy thực lực của đối phương thật sự hắn không có một chút vốn liếng chiến thắng nào còn không đạt tới tình trạng khiến cho người ta kiêng kỵ ngươi cũng đến từ vạn quốc liên minh mục tiêu của hắn lại là đánh bại trương sư thu được vị trí quán quân. Cho nên, nhất định sẽ dùng phương thức mà Trương Sư Am hiểu để đánh bại ngươi, xem như khiêu khích. Triệu Phi Vũ nói tiếp. Thứ ta am hiểu nhất, Trương Huyền sướng sờ. Ừm, vừa rồi trong thi đấu tuyển chọn, mặc dù tâm tính, trí tuệ và các phương diện khác của ngươi đều có biểu hiện rất kinh người, nhưng nếu tổng kết điểm kinh người nhất, nhất định là ngộ tính và sư môn thiên bẩm của ngươi. Không sai, Khang Đường Chủ gật đầu. Vừa rồi mặc dù biểu hiện của trương sư rất tạp nham, thế nhưng nếu nói thứ khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất, nhất định là hai cái này. Sư ngôn thiên bẩm mê hoặc dị linh tộc tới mức phải tự sát, ngộ tính cao, nhìn thoáng qua đã khiến cho khôi lỗi thiên tinh cờ nhận thua rồi sụp đổ. Còn đọc thuộc lòng hơn hai vạn bản thư tịch, có thần thức đọc sách pháp đó là bởi vì có xuất thân tốt. Mức độ rung động cũng không bằng hai thứ này. Sư ngôn thiên bẩm, liên quan tới hồn lực khắc độ, coi như hắn cảm thấy có thể thắng thì cũng không vẻ vang, không tạo được oanh động, mà Ngộ Tính thì lại khác, Ngộ Tính cao, lý giải đối với tu vi sẽ cao, dùng hạng mục này để tỉ thí, không chỉ có thể chiến thắng Nhược Hoan công tử mà còn có thể che chắn ánh sáng của Trương sư. Cơ hội biểu hiện lớn như thế, làm sao có thể không đi chọn cơ chứ? Triệu Phi Vũ mỉm cười, nói ra toàn bộ phân tích của mình. Còn các ngươi nói luận võ, ta cảm thấy khả năng không lớn, đường đường là danh sư chém chém giết giết, thắng cũng không vẻ vang gì a. À. Đúng vậy. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Triệu Phi Vũ đã phỏng đoán được tâm lý của đối phương, phân tích rõ ràng không sai, đạo lý rất rõ ràng, so với lời nói của Nhược Hoan công tử trước đó còn đáng tin cậy hơn gấp bội. Phân tích như vậy không tệ, chẳng lẽ còn phải tìm một bản công pháp, bí tịch để phân tích nội dung hay sao? Vẻ mặt Nhược Hoan công tử xoắn xuýt. Tỷ thí lý giải tu vi thủ đoạn trực tiếp nhất chính là giảng giải cùng một bản bí tịch thế nhưng đi chỗ nào tìm cuốn thư tịch này cũng không cầm ra được a à. lý giải về tu vi không chỉ phân tích một loại bí tịch nếu như ta nhớ không nhầm có loại tỷ thí chỉ bảo chỗ thiếu hụt a à. triệu phi vũ cười nói chỉ bảo chỗ thiếu hụt ý ngươi nói là hai bên đều thi triển một bộ võ kỹ sau đó để đối phương phê bình chỉ điểm ai nói ra vấn đề có nhiều lỗ hổng hơn thì kẻ đó sẽ chiến thắng tỷ thí hay sao nhược hoan công tử sướng sờ, nói. Nhưng cái này, cần phải có ý lực, lượng tri thức cực cao thì mới kiến giải mới được, cấp bậc cao chỉ điểm cấp bậc thấp thì còn tạm được, hắn lại không coi ta là. Mặc dù hắn chưa nói xong, thế nhưng lại biểu đạt rất rõ ràng. Cùng cấp bậc, muốn chỉ bảo cho hắn, tên này có phải đã quá ngông cuồng rồi hay không? Không sai, đây cũng là một trong các loại tỉ thí về lý giải tu vi. Yên tâm, tần lỗi này đã muốn làm náo động, khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, thuận tiện che đi ánh sáng của Trương sư. Như vậy nhất định có thể chọn như vậy." Triệu Phi Vũ cười nói. Tên này đã muốn làm quán quân, như vậy sẽ muốn đánh nát sự áp bách của Trương Huyền trong lòng hắn, mà Nhược Hoan công tử tỉ thí với hắn chính là đá đặt chân tốt nhất. Dùng một phương thức lộ mặt để đạp hắn xuống, như vậy mới có thể phụ trợ mạnh mẽ cho khí thế không thua bởi Trương sư. Vẻ mặt Nhược Hoan công tử như ăn phải mướp đắng đây là sao chứ? Vốn hắn cho rằng, bằng vào thực lực của hắn có thể được người khác coi trọng, náo loạn nửa ngày, người ta chỉ coi hắn là công cụ có thể tùy ý dẫm. Ngóa nó, giết chết hắn. Càng nghĩ càng giận, hắn cắn răng, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền đang cách đó không xa. Nếu quả thật sẽ tỉ thí như vậy, Trương Sư, không biết người có biện pháp gì tốt giúp ta chiến thắng hay không? Tỉ thí tại chỗ, sau đó chỉ bảo chỗ thiếu hụt của cường giả cùng cấp bậc, quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục, nếu thực sự so như vậy, nhất định bản thân hắn không thắng được đối phương. Chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên người thanh niên chuyên sáng tạo kỳ tích ở trước mắt này. Làm sao bây giờ? Trương Huyền cũng nhíu mày, suy tư một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Biện pháp thì cũng có, chỉ là không tiện làm cho lắm. Ồ, chỉ cần có thể vượt qua hắn, bất kể khó khăn tới đâu ta cũng làm. Nghe thấy có biện pháp, ánh mắt nhược hoan công tử sáng lên, vội vàng nhìn qua, trong mắt mang theo vẻ thành khẩn. Kính xin trương sư truyền thụ. À, vậy được rồi. Trương huyền thuận tay bưng bát canh thịt vừa mới uống một nửa lên rồi nói. Cầm cái này đi qua, hất vào mặt hắn. Ừ, c, hất vào mặt. Nhược hoan công tử trợn tròn mắt. Chương 1039, gặp quỷ. Một ta muốn ngươi dạy ta làm thế nào mới có thể trong tỉ thí vượt qua tần lỗi này, thế nhưng ngươi lại bảo ta hát bát canh thịt này vào hắn, rốt cuộc là có ý gì? Đại ca, ta là danh sư, không phải là lưu manh, côn đồ ẩu đả. Lại nói, làm như vậy chỉ có thể dẫn đến đối phương càng thêm nổi giận, không hề có tác dụng với việc tỷ thí A. Vốn hắn cho rằng, tên này có biểu hiện lóa mắt như thế, có thể sẽ có biện pháp gì tốt. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đối phương lại không đáng tin cậy như vậy nếu thực sự làm như thế đoán chừng thanh danh của hắn sẽ lập tức mất sạch ngay cả mặt mũi cũng mất đi không chỉ hắn choáng váng mấy người khang đường chủ cũng chừng to mắt hắt canh vào mặt hắn cái này cái này đây là chiêu số tên gì chứ tràn ngập nghi hoặc cả đám đồng loạt nhìn về phía triệu phi vũ bên cạnh vừa rồi nàng đã phân tích đạo lý rõ ràng lần này hẳn cũng có thể phân tích ra cái gì a à? Vừa nhìn qua, tất cả đều run rẩy một cái. Chỉ thấy trong mắt của Phi Vũ muội tử cũng sắp rớt ra ngoài, mặt như phát ngốc. Mặc dù tu vi nàng không tốt, thế nhưng kiến thức vẫn có, cũng được người ta ca ngợi. Vốn bọn họ cho rằng, chỉ cần đối phương nói cái gì thì nàng cũng có thể đoán ra mấy phần, nhưng hất vào mặt là có ý gì? Chuyện này, thực sự náo động quá lớn, hoàn toàn theo không kịp a. Hai bên muốn tỉ thí lý giải tu vi Nhược Hoan công tử muốn chiến thắng, mà ngươi lại muốn người ta cầm bát canh thịt hắt vào mặt đối phương, hai chuyện này cũng không có liên quan gì với nhau a. À? Chuyện này bảo ta làm sao đoán đây? Không tình nguyện, vậy ta cũng không có biện pháp." Trương Huyền lắc đầu, dù sao hắn đã nói ra chủ ý, đối phương không tình nguyện thì thôi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Tông chủ Bạch Khải chi Bạch Dương tông đã từng ra tay với đám người Trịnh Dương nhưng hắn đã đền tội tại chỗ cũng không thể xử phạt lên trên người hậu bối bản thân hắn giúp nhược hoan công tử là vì tình nghĩa không giúp thì cũng không có gì nếu ta làm như vậy trương sư người có thể cam đoan ta sẽ chiến thắng hay không thấy hắn lắc đầu nhược hoan công tử biết chuyện có thể thành công hay không là vào lúc này hắn cắn răng siết chặt nắm đấm cam đoan ai cũng không có cách nào cam đoan được tin tưởng thì đi không tin thì thôi Trương Huyền tiếp tục ăn đồ ăn. Nếu như Triệu Phi Vũ nói không sai, đối phương muốn đánh mặt mũi của mình. Như vậy để nhược hoan công tử đánh trở về thì cũng không tính là gì. Mà phương pháp của mình nhất định có thể chiến thắng. Mà đối phương không muốn tìm bản thân gây phiền toái. Như vậy phương pháp này sẽ vô hiệu. Cái này, hai mắt nhược hoan công tử lập lè, trần chờ trong phút chốc, đành cắn răng nói. Được, ta đi. Mười hạng đầu, có cơ hội đi hồng viễn danh sư học viện học tập một khi nắm bắt như vậy tiền đồ vô lượng mất đi đời này danh sư ngũ tinh sẽ là cái khảm lớn nhất của hắn có thể vượt qua hay không cũng còn khó nói còn nữa như vậy có thể có lỗi với vị tần lỗi hay không hắn cũng không quản được nhiều như vậy trên đường tiến lên tràn ngập cạnh tranh nếu như mình không động thủ thì nhất định đối phương sẽ coi hắn là bàn đạp trên thế giới này không có công bằng chân chính chỉ nghĩ chiếu cố người khác. Bản thân cũng không cần tu luyện. Khổ khổ, Nhược Hoan, người phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy học sinh thật sự tin lời nói của trương sư, muốn đi qua đó hát bát canh thịt, khang đường chủ nhíu mày một cái, nói. Ta sợ nếu như ngươi làm như vậy, vị tần sư kia sẽ đánh chết ngươi. Bạch Dương Tông cũng sẽ làm căng. Khóe miệng Nhược Hoan công tử giật một cái. Cũng đúng, nếu thực sự làm như thế, không cẩn thận đối phương sẽ thực sự đánh hắn thành bánh thịt yên tâm đi hắn đánh ngươi ngươi không biết chạy sao nhiều nhìn danh sư vào như vậy hắn sẽ không dám làm ẩu lại nói nếu muốn đánh chết ngươi nào có dễ dàng như vậy trương huyền vẫy tay nói hơn nữa yên tâm đi ta cam đoan hắn sẽ không đánh ngươi chỉ cần ngươi chạy thì hắn sẽ tùy ý để cho ngươi rời đi nhược hoan công tử không đánh ta mới gặp quỷ được rồi nghĩ tới chiến thắng chỉ có thể dựa vào trương sư chỉ điểm Nhược Hoan công tử không xoắn suýt nữa mà cắn răng, bưng nửa bát canh thịt lên rồi đi tới phía trước. Rất có cảm giác vi vu trong gió lạnh. Thấy hắn đi thẳng tới chỗ Tần Lỗi, không có ngừng chút nào. Khóe miệng đám người Khang Đường chủ không nhịn được kéo ra. Mặc dù rất tín nhiệm Trương sư, thế nhưng làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá gài bẫy đi. Trương sư, làm như vậy, thật sự không có việc gì sao? Triệu Phi vô thực sự không nhịn được nữa nhất định sẽ có chuyện a à hát. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Trương Huyền dùng thanh âm không rõ nói một câu. Có việc, tất cả mọi người đều nhíu mày một cái. Có việc, người còn để cho nhược hoan công tử đi qua đó. Chẳng lẽ, người muốn nhìn hắn bị đánh thành đầu heo sao? Phân tích vừa rồi của ngươi không sai, đối phương có 80% có thể sẽ chọn tỉ thí lý giải tu vi, nhưng vẫn sẽ có 20% khả năng chọn tỉ võ. Thấy vẻ mặt của mọi người, nếu như không giải thích rõ ràng nhất định bọn họ sẽ không chịu thôi, Trương Huyền đành phải mở miệng nói. Ừm, Triệu Phi Vũ gật đầu. Dù suy đoán của nàng có chuẩn xác thì dù sao nàng cũng không phải là tần lỗi, đối phương sẽ có suy nghĩ của mình. Rất có khả năng chọn một phương thức không giống như suy đo na. Không kiêng nể gì hắt vào mặt đối phương như thế, tương đương với khiêu khích ở trước mặt, nếu như ngươi là hắn thì ngươi sẽ làm thế nào? Trương Huyền nhìn qua rồi hỏi ta sẽ đánh chết ngươi, Triệu Phi Vũ nói. Đúng vậy, nhất định tần Lỗi cũng nghĩ như vậy, nhưng... Hắn nhất định phải có được danh ngạch trong 10 vị trí đầu. Nhược hoan công tử khiêu khích như thế cũng cho hắn tín hiệu trực tiếp nhất. Đó chính là, để hắn luận võ. Loại tình huống này, người cảm thấy hắn sẽ lựa chọn thế nào? Chuyện này, mọi người ngẩn ngơ. Cầm canh thịt hát vào mặt, đây là khiêu khích trắng trợn, nhất định tần lỗi biết nhược hoan công tử cố ý. Sắp tỉ thí mà còn phách lối như thế, tự nhiên là muốn đưa ra yêu cầu luận võ với hắn. Dám làm như thế, nếu như nói không có át chủ bài gì, khẳng định đối phương sẽ không tin. Chương 1040, gặp quỷ 2. Nhưng hắn lại nhất định phải có được 10 vị trí đầu, dưới tình huống không có nắm chắc. Hắn sẽ chọn bỏ luận võ, như vậy vừa không đến mức bị động, thứ hai lại còn có thể biểu hiện vẻ độ lượng, nắm bắt được lòng người bị người ta dội cho một bát canh thịt ở trước mặt, bất kỳ người nào cũng sẽ nổi giận muốn động thủ. Chỉ cần hắn di chuyển, như vậy là có thể sớm nhìn ra một vài vấn đề, không đến mức lên đài luống cuống tay chân. Trương Huyền nói tiếp, đối phương không thi triển võ kỹ thì hắn không có cách nào biết được mấu chốt, chỉ bằng vào thủ đoạn bình thường để tỉ thí mà thôi. Nếu muốn chiến thắng, hầu như không có bất kỳ khả năng gì cả. Mà chỉ cần dẫn hắn nổi giận tới mức thi triển võ kỹ, Bản thân sẽ có thể biết được chỗ thiếu hụt, có thể đúng bệnh hốt thuốc. Còn Nhược Hoan Công Tử có thể bị đánh hay không thì hắn không quản được. Dù sao, muốn thắng, nếu như không muốn trả giá một chút đánh đổi cũng là chuyện không thể nào a há Thì ra là thế. Nghe thấy hắn giải thích, giờ mọi người mới hiểu được, cả đám trợn mắt ra nhìn. Vừa rồi bọn hắn cảm thấy năng lực phân tích của triệu phi vũ kinh người, giờ phút này mới hiểu được, vị trương sư này còn suy nghĩ càng sâu càng xa hơn nhiều. Trong thời gian ngắn, không chỉ đền bù lỗ hổng của phi vũ công chúa, mà còn để lại đường lui. Lợi hại. May mắn hắn là người của vạn quốc liên minh, nếu là người bên đối phương, đoán chừng bọn hắn bị chơi chết cũng không biết chết như thế nào. Mau nhìn, đã bắt đầu. Ngay khi đang cảm khái, tô sư chỉ về phía trước. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy nhược hoan công tử đã đi tới gần chỗ của tần lỗi. Lúc này Tần Lỗi cũng đang ăn đồ ăn, nhìn đối thủ của mình không ngoan ngoãn ăn cơm mà ngược lại còn mang bát tới, mặt choáng váng. "Tần sư, ngươi khỏe chứ?" Nhược Hoan công tử gật đầu. "Ngươi, ngươi khỏe chứ?" Tần Lỗi nhướng mày. "Chúng ta sắp tỉ thí, ta muốn thương nghị chút chuyện với ngươi." Nhược Hoan công tử ra vẻ lễ phép nói. "Thương nghị chuyện, chuyện gì? Nếu như muốn nhận thua sớm, như vậy không bàn nữa." Hừ lạnh một tiếng tần lỗi còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy một đồ vật đầy mỡ nóng hổi đập vào mặt dội thẳng vào mặt hắn con mẹ nó đầu óc như nổ tung tần lỗi như phát điên thấy tên này tới hắn tưởng rằng đối phương muốn sớm nhận thua không muốn đến nỗi thua khó coi thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến một bát canh thịt nóng hổi đã hát tới mặt ta muốn giết ngươi gầm lên giận dữ khí thức toàn thân dâng lên bàn tay chợt giơ lên chụp về phía Nhược Hoan đang ở trước mắt. Siêu, Nhược Hoan công tử đã sớm chuẩn bị, thân thể nhoáng một cái đã xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa kêu. "Thật ngại quá tần sư, không phải ta cố ý, chỉ là trượt tay." Tất cả mọi người đen mặt lại. Mang canh thì tới, còn chưa nói dứt lời đã úp lên trên đầu người ta, còn không phải cố ý hay sao? Quan trọng nhất là khoảng cách giữa hai người xa 3 mét tay trượt mà có thể trượt lên trên đầu người ta, cái này cũng trượt quá trùng hợp a. lý do này nói ra, chính ngươi tin được không? đáng giận. quả nhiên, không nghe được lời này còn tốt, sau khi nghe thấy hắn nói như thế, tần lỗi giận dữ, đang muốn đuổi theo, chụp chết tên này thì đã bị một lão giả giữ chặt. chu trưởng lão, nhìn thấy người kéo hắn chính là trưởng lão tông môn, tần lỗi vội nói, đừng trúng kế của đối phương. chu trưởng lão truyền âm. Trung Kế, Tần Lỗi sững sờ. Ừm, đối phương cố ý đến khiêu khích, chính là muốn làm cho ngươi nổi giận, một khi ngươi động thủ với hắn sẽ rất có khả năng bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Chu trưởng lão nói. Thi đấu danh sư, tuân thủ trật tự, còn chưa lên trận đã đánh tới mức hừng hực khí thế, như vậy sẽ rất dễ bị thủ tiêu tư cách. Nhưng, thân thể Tần Lỗi cứng đờ, mặc dù đã hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng vẫn tức giận tới mức sắp nổ tung. Đường Đường là danh sư tứ tinh đỉnh phong bị người ta dội canh thịt vào mặt ở trước mặt, không tức giận mới là lạ. Tông chủ bị chém giết, Bạch Dương Tông chúng ta đang gặp phải nguy cơ lớn nhất. Lần này ngươi nhất định phải cầm được 10 vị trí đầu. Nếu không, sớm muộn gì Tông môn chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Sắc mặt chu trưởng lão nghiêm túc nói. Ngày đó vây công Trương Huyền, hắn cũng đi theo, tình cảnh Dương Sư một chiêu chém giết Tông chủ đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt hắn đắc tội với một vị danh sư bát tinh, Bạch Dương Tông bọn họ tùy thời cũng có thể bị hủy diệt. Mà hy vọng duy nhất chính là, tần lỗi này có thể xung kích 10 vị trí đầu thành công. Một khi đi tới Hồng Viễn danh sư học viện học tập, như vậy thế lực khác muốn động vào bọn họ cũng sẽ phải suy nghĩ một lần. Tên này chuyên môn chạy tới khiêu khích ngươi, tất nhiên có chút dựa dẫm, bằng không thì chính là cam chịu. Dù sao cũng không vào được 10 vị trí đầu, nếu như có thể kéo ngươi xuống nước thì cũng coi như kiếm lời. Chu trưởng lão nói tiếp. Ngàn vạn lần không thể lỗ mãng mắc lừa. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng chấn động, tần lỗi dừng lại. Không cần phải gấp, dựa theo phương pháp trước đó chúng ta thương nghị tiếp tục tỉ thí. Trước tiên phải bảo vệ thứ tự 10 vị trí đầu rồi lại nói, còn tên này. Hoàn toàn có thể đợi sau khi tranh tài, phát động danh sư khiêu chiến đối với hắn. Thậm chí, sinh tử chiến. Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng lên. Đến lúc đó, còn không phải ngươi muốn giết thế nào thì giết thế đó hay sao? Muốn tháo thành tám khối cũng không có người quản tới ngươi. Cái này, Tần Lỗi sừng sốt một chút, lập tức cắn răng, tràn ngập dữ tợn và gào thét. Tốt, đến lúc đó ta sẽ tiến hành sinh tử chiến, không giết hắn thì ta không gọi là Tần Lỗi. Ừm, không có đuổi tới, cũng không có đánh ta. Chạy một hồi, thấy đằng sau không có người nào đuổi theo, Nhược Hoan công tử sướng sở nhớ tới lời nói vừa rồi của Trương Sư. Chẳng lẽ, thật sự gặp quỷ? Trương 1041, Giao Động Thượng. Một, mặc dù không biết có phải thật sự gặp quỷ hay không, thế nhưng hắn lại biết phán đoán của Trương Sư không có sai lầm chút nào, làm cho hắn phục sát đất. Trước kia, hắn được gọi là thiên tài đứng đầu trong vạn quốc thành, luôn đắc chí cảm thấy anh hùng thiên hạ không có người nào mạnh hơn hắn. Khi nhìn thấy người thanh niên trước mắt này hắn mới hiểu ra, so với thiên tài chân chính. Hắn còn kém xa lắm. Một lần nữa trở lại trước mặt, thái độ hắn trở nên cung kính, ôm quyền nói. Trương sư, tiếp đó nên làm cái gì? Ăn cơm. Trương huyền vẫy tay. Nhược hoan công tử ngẩn ngơ. Người bảo ta hát canh thịt, lại khiêu khích, ta còn tưởng rằng sẽ có biện pháp gì tốt, nhưng mà... Chỉ ăn cơm đơn giản thôi sao? Tranh tài sắp bắt đầu, ăn no rồi mới có khí lực, nếu không làm sao có thể thắng được chứ trương huyền liếc mắt nhìn hắn một cái tổng cộng cũng chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi hiện tại cũng sắp kết thúc rồi nếu như không mau ăn như vậy tranh tài sẽ lập tức bắt đầu được rồi biết không có biện pháp nào khác đành phải làm theo lời đối phương nói hắn cắn răng ngồi xuống ăn như gió cuốn không thể không nói bữa tối mà minh phủ chủ chuẩn bị quả thực rất phong phú rất nhanh cả đám đã ăn uống no nê mà lúc này tranh tài cũng gần bắt đầu học thuộc nội dung phía trên khi tỉ thí bắt đầu cứ dựa theo phía trên đọc là được đang nghĩ ngợi nên đối phó với tần lỗi như thế nào chỉ thấy trương sư đã đưa qua một tấm giấy trắng phía trên viết đầy chữ viết lít nha lít nhít hiển nhiên vừa rồi trong lúc hắn ăn cơm đối phương đã viết xuống trong lòng cảm thấy kỳ lạ cúi đầu quét qua trang giấy vừa nhìn qua con mắt hắn trợn tròn trương sư thật sự nói cái này sao Ừm, Trương Huyền gật đầu. Trước mắt tối sầm lại, Nhược Hoan công tử sắp phát khóc tới nơi. "Đại ca, ngươi là đang ngại vừa rồi đối phương không có đánh chết ta hay sao? Nếu như thực sự nói theo tờ giấy này, đoán chừng tên kia sẽ tình nguyện không tham gia thi đấu danh sư cũng phải bóp chết bản thân hắn a." À. "Đừng nói nhảm nữa, nhanh nhớ một chút, sau khi lên đài không thể sửa đổi một chữ, nếu không, ta không bảo đảm ngươi có thể thắng lợi được đâu." Ngay khi hắn đang buồn bực, chỉ thấy trương sư ở phía đối diện nhướng mày hai mắt nhược hoan công tử dương dưng sớm biết như vậy hắn đã không tìm đối phương thỉnh giáo làm sao hắn lại có cảm giác lên phải thuyền giặc vậy chứ lần này thì tốt rồi việc đã đến nước này không làm như vậy cũng không có biện pháp nào khác được rồi cắn răng ghi nhớ nội dung bên trên trang giấy vừa mới ghi vào trong đầu thì đã thấy tiếng chiêng đồng gõ lên thanh âm rộng lớn của hồng sư lần nữa vang lên tiếp tục tranh tài Danh sư đi vào lôi đài, mọi người ứng tiếng. Đi tới sân khấu, hít sâu một hơi. Nhược Hoan công tử nhanh chân đi tới lôi đài chữ giáp. rất có phong phạm anh dũng hy sinh. Hiện tại muốn nghĩ những biện pháp khác cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì nghe theo sự phân phó của trương sư. chết thì chết a. À. a. À, tần Lỗi cũng vừa đến lôi đài, nhớ tới vừa rồi tên này đã khiêu khích mình, hắn vẫn còn lên cơn giận dữ, cả người như sắp nổ tung. tranh tài bắt đầu hiện tại tự mình thương nghị nội dung cần khảo hạch thấy người tham gia tỉ thí đã đi tới trên đài hồng sư nhìn quanh một vòng rồi nói lần trước thi đấu bạch dương tông có thứ tự khá cao cho nên sẽ do ta chọn nội dung hừ lạnh một tiếng tần lỗi nhìn về phía thanh niên trước mắt rồi nói ta chọn lý giải về tu vi sao nghe thấy đúng như dự đoán quả nhiên tên này lại lựa chọn cái này nhược hoan công tử sững sờ làm sao không dám sao?" Hai mắt Tần Lỗi sáng lên. "Có gì mà không dám, so thì so, nói quy tắc đi." Nhược Hoan công tử vội nói. "Coi như ngươi thức thời." Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới lại sảng khoái như vậy, Tần Lỗi nhẹ nhàng thở ra, nói. "Rất đơn giản, ngươi và ta thi triển võ kỹ, đều chỉ điểm cho đối phương. Ai nói sơ hở nhiều hơn thì sẽ chiến thắng." "Ừm," Nhược Hoan công tử gật đầu. "Đúng như ngươi đoán." nhìn một màn này vào trong mắt, đám người khang đường chủ nhìn về phía triệu phi vũ. Nữ tử này không phải là danh sư, thế nhưng lại đoán một điểm không sai về nội dung thi đấu, phần trí tuệ này làm cho người ta khâm phục. Ừm, kế tiếp dành phải xem tài liệu trương sư cho hắn có hữu dụng hay không. Triệu phi vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cũng chỉ có thể suy đoán ra nội dung tỉ thí là gì mà thôi, còn có thể chiến thắng hay không. Còn phải nhìn vào đồ vật mà vừa rồi Trương sư để cho Nhược Hoan công tử ghi nhớ là cái gì?" Ừm, mọi người gật đầu. Khi mấy người nói chuyện, hai người trên đài đều tự mình thi triển võ kỹ. Nhìn chiêu số mà Tần Lỗi đánh ra, Nhược Hoan công tử không hiểu ra sao. Quyền pháp của đối phương hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe cũng không có nghe qua. Làm sao chỉ ra chỗ thiếu hụt đây? Dựa theo quy định, ta sẽ bắt đầu trước chương 1042, giao động Thượng 2. Thấy đối phương vẻ mặt mê mang, tần lỗi cười lạnh một tiếng. Vừa rồi quyền pháp mà nhược hoan công tử đánh ra, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là võ kỹ linh cấp trung phẩm, thất tuyệt quyền, đây là chiêu số rất lợi hại. Đáng tiếc, người tu luyện không đúng chỗ, thiếu sót có bốn. Thứ nhất, chân khí vừa mới tăng lên tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lực lượng còn chưa đủ tinh thuần. Khi đánh ra chiêu số, mặc dù thoạt nhìn đúng chỗ, thế nhưng trên thực tế lại chỉ tốt ở bề ngoài. Thứ hai, thất tuyệt quyền coi trọng tuyệt tâm, tuyệt tình, tuyệt ý, tuyệt ân, tuyệt duyên, tuyệt niệm, tuyệt si, mà ngươi thì hoàn toàn làm không được, chiêu không thể hợp với tình, tình không thể hợp với ý. Cho dù có thi triển thì cũng chỉ là một cái thủng rỗng. Thứ ba, thứ tư, rất nhanh, tần lỗi đã nói một lần về tình huống của bản thân nhược hoan công tử, mỗi một câu đều bắn thẳng vào chỗ yếu hại. Nếu nghe nhiều, rất dễ dàng đánh mất đi lòng tin. Lợi hại, chỉ liếc mắt nhìn đã nói ra bốn chỗ thiếu hụt lớn, không hổ là nhân vật có tư cách cạnh tranh quán quân, đáng sợ. Đúng vậy a, à, vừa rồi chiêu số của Nhược Hoan công tử ta cũng đã nhìn qua, ngay cả một vấn đề cũng không có nhìn ra. Nghe thấy lời nói của Tần Lỗi, dưới đài xôn xao một hồi. Tất cả mọi người đều là danh sư, cũng có nhãn lực, chiêu số vừa rồi của Nhược Hoan công tử viên mãn như ý khiến cho người ta có một loại cảm giác mượt mà, vừa nhìn đã biết Chí ít đã đắm chìm mấy năm. Dù vậy, có thể thuận miệng nói ra bốn điểm thiếu hụt, nhãn lực mạnh mẽ, thậm chí so với một ít nửa bước danh sư ngũ tinh cũng không hề yếu hơn. Xem ra cửa này, nhược hoan công tử muốn thắng rất khó. Ừm, dù sao Chí ít vừa rồi võ kỹ mà tần lỗi thi triển ra là cái gì, ta cũng không nhìn ra. Ta cũng nhìn không hiểu. Mọi người hạ giọng nói thầm, tất cả đều nhìn về phía lôi đài, muốn nhìn một chút, nhìn xem nhược hoan công tử ứng đối ra sao. Ngay cả tần lỗi cũng cười lạnh một tiếng, nhìn qua. Phó kỹ vừa rồi của hắn đến từ một chỗ di tích, không biết đã thất truyền bao nhiêu năm. Ngay cả hồng sư cũng chưa hẳn có thể nhận ra, huống chi là kẻ trước mắt này. Bởi vậy, hắn có tự tin tuyệt đối thắng được ván này. Nói đi, đến phiên ngươi, nếu như không nói ra, thì thôi nhận thua đi thấy nhược hoan công tử ở trước mắt vẻ mặt xoắn suýt, khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ ửng, không có nói chuyện, tần lỗi khẽ nói. Cái này, dường như nhược hoan công tử đã làm ra quyết định gì đó, hắn cắn răng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề. Ừ, c, mọi người lặng ngắt như tờ. Không phải giải thích võ kỹ hay sao, làm sao trực tiếp đổi thành mắng chửi người như vậy chứ. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Nghe thấy hắn nói như thế, tần lỗi thiếu chút nữa đã không nhịn được, nổ tung tại chỗ. Linh hồn người còn chưa có tẩm bổ tốt thì đã cưỡng ép xung kích hợp linh cảnh, tùy ý để cho chân khí chạy vào thức hải, linh hồn đã bị hao tổn. Não bị tổn thương, có việc này hay không? Nhược hoan công tử nói. Cái này, tần lỗi nhướng mày. Sau khi bạch khải chi tông chủ, cũng chính là lão sư hắn bị chém giết, hắn có chút nóng nảy, đánh sâu vào hợp linh cảnh một lần, Muốn tiến vào hợp linh cảnh, chân khí phải đi vào thức hải, va chạm với hợp linh huyệt. Chỉ có giải huyệt đạo giải này thì mới có thể thuận lợi đột phá. Thực lực của hắn còn chưa đủ, cưỡng ép xung kích, quả thực đã khiến cho linh hồn nhận lấy tổn thương nhất định. Cứ đến đêm khuya là cảm thấy đau đầu. Chỉ là, chuyện này hắn cũng chưa nói qua với ai, ngay cả trưởng lão bản tông cũng chưa hề nói, làm thế nào đối phương lại nhìn ra được? Không chỉ có như thế, toàn thân cao thấp của ngươi đều tồn tại tai họa ngầm trên việc tu luyện. Vì có thể một tiếng hót lên làm kinh người trong lần thi đấu này mà N ngươi cố ý tu luyện một bộ võ kỹ không biết tên. Nếu ta không nhìn lầm, muốn luyện thành nó, ít nhất phải làm cho 32 chỗ huyệt đạo trên toàn thân cộng minh A. 32 huyệt đạo cộng minh, rất nhiều võ kỹ cũng có thể làm được. Nhưng võ kỹ này, hết lần này tới lần khác lại kết nối bách hội với dũng tuyền, một cái hấp thu thanh khí trên bầu trời, một cái hấp thu khí tức vẩn đục ở dưới mặt đất, cả hai giao hòa, giống như tạo thành một cái lồng giam. Cứ như vậy đã đưa linh hồn của người khóa kín vào bên trong thân thể. Nói cách khác, không có cơ hội đặc thù, người muốn xung kích hợp linh cảnh, gần như không có khả năng. Nếu như người không tin, người có thể dùng chân khí thử huyệt bích hải một chút. Nếu như huyệt đạo tê dại, điều đó nói rõ linh hồn đã bắt đầu suy yếu. Người cũng có thể thử cần chân huyệt một chút, Việt đạo ngứa ngày cũng nói rõ thân thể cứng rắn, không có gì khác biệt với một cái lồng giam. Người khác tu luyện là vì tăng lên, người tu luyện lại tạo ra gông xiềng cho mình, không có cách nào tiếp tục tiến bộ. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là cái gì. Dường như đã mở đầu cho nên nhược hoan công tử cũng không do dự nữa, hắn cắn răng một mạch nói ra nội dung mà trương sư bảo hắn đọc thuộc lòng. Dù sao chết thì chết, không nói thì võ kỹ của đối phương, hắn cũng nhìn không hiểu, nhất định cũng phải thua trận tranh tài này. Nói xong một đoạn lớn, vốn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp xông lại giết mình, cho dù kém cỏi nhất cũng phải mắng cho sối máu chó. Thế nhưng hắn lại thấy đối phương không nhúc nhích, giống như gặp chuyện bất khả tư nghị gì đó mà bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch. Chẳng lẽ đã nói đúng? Trong lòng hắn giật thót. Vừa rồi khi nhìn thấy những nội dung này, hắn đã cảm thấy nhất định là bịa đặt, tin đồn nhảm, không thể nào là thật. Một khi đọc lên đối phương không giết bản thân là tốt lắm rồi. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại có bộ dáng này, không phải ra hỏa vừa giơ tay ra thì trương sư đã nhìn ra trên người hắn tồn tại vấn đề và chỗ thiếu hụt đó chứ. Đương nhiên, nếu như người còn chưa tin, có thể tiếp tục xung kích hợp linh cảnh một lần, khi đó người sẽ cảm thấy càng không có lực lượng hơn, thậm chí chân khí cũng không thể đi vào thức hải. Sẽ bị một cỗ lực lượng đặc thù áp chế lại. Ánh mắt sáng lên, nhược hoan công tử tăng thêm lòng tin mặc kệ đối phương có vẻ mặt như thế nào miệng vẫn tiếp tục nói thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong không có làm rõ bản chất của võ kỹ mà đã mù quáng tu luyện còn không biết xấu hổ so tài với ta ai cho ngươi lá gan như vậy chứ thân thể tần lỗi nhoáng một cái những bệnh trạng mà đối phương nói hắn mới vừa thử không ngờ tất cả đều có chẳng lẽ thật sự hắn đã tu luyện sai nhầm đường lạc lối thân là danh sư bản thân tu luyện lung ta lung tung sao có thể chỉ điểm người khác chứ có thể nói không cần tỉ thí chẳng khác nào hắn đã thất bại được rồi ta đã nói nhiều như vậy chỉ là mới vừa phạm phải sai lầm còn có thể giải quyết một khi thời gian dài nếu muốn khôi phục cũng đã muộn nhược hoan công tử khoát tay chặn lại như vậy đi ta đại nhân đại lượng chỉ cần ngươi chắp tay nhận thua thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp giải quyết chương 1043, giao động hạ. Một, dưới đài, trương sư, đây đều là thứ mà ngươi, nhìn ra được sao? Đám người khang đường chủ mở to hai mắt ra nhìn, nhìn về phía thanh niên đang đứng ở trước mắt. Học sinh của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn tự mình biết rất rõ. Vừa rồi tần lỗi thi triển võ kỹ, ngay cả hắn cũng không có nhìn thấu, nhược hoan công tử lại nói có đạo lý rõ ràng, làm cho đối phương không nói gì được trừ phi là trương sư chỉ điểm nếu không căn bản không làm được đúng vậy a à, trương huyền gật đầu hắn vừa rồi hắn chỉ vận chuyển chân khí giơ bàn tay một lần mà ngươi đã nhìn ra nhiều như vậy sao nghe thấy đối phương xác nhận mọi người vẫn không thể tin được như cũ trước đó nhược hoan công tử chạy tới dội canh thịt vào mặt đối phương dẫn đến tần lỗi giận dữ thế nhưng cuối cùng vẫn không có đánh nhau hầu như không có thi triển ra chiêu số gì loại tình huống này lại có thể nhìn ra đối phương có nhiều vấn đề như vậy, thật hay giả đây? Đây là nhãn lực gì chứ? Như vậy, rốt cuộc tần lỗi tu luyện võ kỹ gì? Làm sao còn có thể khóa lại linh hồn, không có cách nào đột phá được chứ? Tô sư thực sự không nhịn được. Thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong, nhãn lực sức lực tối thiểu nhất vẫn phải có, làm sao có thể tu luyện một loại võ kỹ khóa lại linh hồn, còn không tự biết được chứ? Ta cũng không biết, Trương Huyền lắc đầu, không biết, như vậy, tất cả mọi người đều nhíu mày. Không biết là võ kỹ gì, vậy làm sao người biết cảm nhận khi kích thích mấy huyệt vị kia? Bích hải huyệt tương ứng với linh hồn, cần chân huyệt là chỗ va chạm giữa thân thể và linh hồn. Nếu nói cứng rắn, nó đại biểu cho lồng giam khóa chặt. Đây là cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, huyệt đạo mở ra, chỉ cần thổ nạp, tẩm bổ linh hồn. Khiến cho nó không ngừng gia tăng, xuất hiện loại tình huống này nếu nói không có vấn đề, coi như bọn họ cũng không tin. Thế nhưng, ngay cả hắn tu luyện võ kỹ gì mà ngươi cũng không biết thì tại sao lại có thể biết, cần chân huyệt của hắn đã đóng lại, linh hồn bị hao tổn chứ. Lừa hắn, Trương Huyền thản nhiên nói. Lừa hắn, mọi người ngẩn ngơ. Bạch Dương Tông tu luyện Bạch Dương chân khí, thuộc về một trong các loại chân khí dương thuộc tính. Lúc trước Bạch Khải chi vây công phủ đệ của ta, lão sư đã giải thích qua với ta. Trương Huyền nói, ừm, 응, đám người khang đường chủ gật đầu. Bạch Dương công pháp của Bạch Dương Tông quả thực là pháp quyết dương thuộc tính. Sau khi tu luyện đại khai đại hợp, uy lực vô cùng. Trước kia bọn họ đã giao thủ qua, bị nhiều thua thiệt, cho nên cũng chuyên môn nghiên cứu qua, vì vậy mới biết rất rõ ràng. Vừa rồi trong thức ăn của Minh phủ chủ mang tới, thịt thú vật và dược liệu bổ sung năng lượng chiếm đa số, điểm ấy không sai a. À. Trương Huyền tiếp tục nói. Bởi vì tỉ thí ở bên ngoài quảng trường Minh Chủ Phủ, cho nên không chỉ bên Trương Huyền ăn uống, mà ngay cả những tông môn, thế lực khác. Cơm nước cũng đều là Minh Phủ Chủ cung cấp, hầu như hoàn toàn tương tự. Các loại thịt linh thú, thịt man thú, thậm chí còn có một ít dược liệu chân quý, trong đó linh khí đầy đủ, có thể bổ sung tiêu hao cực lớn. Đúng, Triệu Phi Vũ gật đầu. Nguyên liệu nấu ăn được chọn rất kỹ, nàng còn tham dự vào đó, cho nên so với bất luận kẻ nào còn rõ ràng hơn tu luyện công pháp dương thuộc tính, ăn đồ ăn dược vật đại bổ sẽ xuất hiện tình huống gì? Trương Huyền nói tiếp, bắp thịt toàn thân hoạt động mạnh, chân khí chạy nhanh. Khang đường chủ nói, sẽ giống như ăn thuốc kích thích vậy, bản thân đã có dương khí rất vượt, lại ăn vật đại bổ, nhất định sẽ càng thêm hưng phấn, lực lượng 10 phần. Chỉ là, như vậy sẽ chỉ làm cho trạng thái đối chiến càng lớn hơn mà thôi. Dưới tình huống bình thường, quả thực sẽ khiến cho trạng thái kia càng tốt hơn, nhưng các người đã quên chén canh vừa rồi ta uống hay sao? Nếu như ta không nhìn lầm, trong xúc mang theo âm giác thảo. Trương Huyền tiếp tục nói. Đúng là có âm giác thảo, thứ này tuy là thuộc tính âm hàn, thế nhưng lại có thể khiến cho người ta sảng khoái tinh thần, tư duy càng thêm mau lẹ, là một loại mỹ thực rất nổi danh. Triệu Phi Vũ nói, vừa nói được một nửa thì nàng cũng ý thức được cái gì đó, hai con mắt trợn tròn. Nổi danh là nổi danh nhưng việc mang theo thuộc tính âm hàn lại là thật Sắp tỷ thí tâm tình vốn đã hưng phấn lại thêm ăn vật đại bổ tu luyện công pháp dương thuộc tính huyệt đạo toàn thân mở rộng lúc này lại bị bát canh âm thuộc tính kích động sẽ xuất hiện tình huống gì chắc hẳn không cần ta nhiều lời a à. trương huyền cười nói âm hàn giao nhau vì bảo hộ thân thể mà huyệt đạo sẽ tự động đóng lại mà lúc đó tần lỗi lại đang nổi nóng tinh thần cao độ tập trung linh hồn chạy trong cần chân huyệt huyệt đạo bị phong bế, ngăn cản linh hồn cũng là chuyện bình thường. Chuyện này, đây đều là chuyện mà người bố trí ra. Rất nhanh đám người khang đường chủ, tô sư đã kịp phản ứng, vẻ mặt mỗi người trắng bệch, sắp phát điên. Vốn bọn họ cho rằng lời đối phương nói là sự thật. Thế nhưng không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu hắt canh, vị tần lỗi này đã từng bước một rơi vào bên trong tính toán của vị thanh niên này. Loại tính toán này, dần dần từng bước, không có một chút dấu vết nào. Nếu như không giải thích, như vậy bọn họ cũng không nhìn ra được. Tần lỗi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đương nhiên lại càng không biết tình hình. Bị dao động, chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Cái này cũng quá lợi hại đi. Ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi, Trương Huyền gật đầu. Những bố trí này có khá hơn nữa cũng đều vô dụng, nếu như không có trước đó nói sự thật hắn xung kích hợp linh cảnh thất bại, linh hồn bị hao tổn. Như vậy muốn diệt hoa trên gấm gần như là không có khả năng. Con người là như vậy, tin tưởng chuyện thứ nhất, chuyện sau đó muốn làm cho đối phương tin tưởng cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Lại thêm nói có lý có cứ, muốn không tin cũng khó khăn. Nếu đã lừa hắn, cái kia, nhược hoan còn nói phương pháp giải quyết. Thấy hắn đã thừa nhận, khang đường chủ nhớ tới lời nói vừa rồi của nhược hoan công tử, trong lòng đột nhiên toát ra một dự cảm không tốt. Những chuyện này đều là gạt người, còn nói có phương pháp giải quyết. Giải quyết như thế nào đây? tiếp tục xem chẳng phải các ngươi sẽ biết sao. Trương Huyền vẫy tay, mọi người vội vàng nhìn lại. Lúc này, tần lỗi trên đài trải qua thời gian ất dài xoắn suýt, rốt cục cũng hít sâu một hơi. Ta nhận thua, kính xin chỉ điểm phương pháp giải quyết. Trương 1044, Giao động hạ. 2. Đây là cạnh tranh 16 vào 8, cho dù thua cũng vẫn có thể cạnh tranh hai danh ngạch cuối cùng với 8 người thất bại. Nhưng không giải quyết vấn đề trên thân thể, như vậy về sau tu luyện không có cách nào tiến bộ, đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn vẫn quyết định nhận thua, tiếp nhận chỉ điểm của đối phương. Dù sao ở trên phương diện tâm lý, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết chết kẻ trước mắt này, cùng lắm thì trước hết để cho hắn đắc ý một lần. Nhận thua, tần sư cứ như vậy nhận thua hay sao? Xem ra nhược hoan công tử đã thật sự nhìn ra chỗ mấu chốt. Thật là lợi hại, võ kỹ mà chúng ta cũng không có nhận ra mà hắn lại nhìn ra chỗ thiếu hụt tồn tại trong tu luyện. Từ lúc nào nhược hoan công tử cường đại như vậy a? À? Vừa rồi ta nhìn hắn qua, dường như hắn đã thỉnh giáo trương sư, các người nói xem, có phải là trương sư dạy hay không? Nghe tần lỗi nhận thua, gây ra bất ngờ rất lớn, tất cả mọi người đều xôn xao. Thực lực của nhược hoan công tử và tần lỗi căn bản không cùng một cấp bậc, kết quả lại nghịch chuyển, khiến cho không ít người đều không kìm lòng được mà suy nghĩ lung tung dù sao cảnh tượng vừa rồi nhược hoan công tử thỉnh giáo trương sư không ít người cũng đều thấy được rất tốt đã nhận thua ta dạy ngươi phương pháp giải quyết cũng không sao nghe thấy hắn nhận thua nhược hoan công tử biết mình đã đi vào trước tám hắn cố nén kích động kỳ thật rất đơn giản cần chân huyệt của ngươi trước đó đã chịu kích thích tạm thời bị phong bế đêm nay ngủ một giấc thật tốt thì ngày mai é tốt đi ngủ ngày mai sẽ tốt con mắt trợn tròn tần lỗi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại xém chút nổ tung làm danh sư tứ tinh đỉnh phong nghe thấy đối phương nói như thế mà còn không biết mình bị đùa giỡn thì thật sự đầu óc có vấn đề ta muốn giết ngươi Giết lên một tiếng hắn muốn xông lại được rồi thua thì thua thi đấu danh sư không riêng gì tri thức còn phải có ứng biến bị người ta lừa cũng chỉ có thể nói là vấn đề của bản thân không trách được người khác Ống tay áo của Hồng sư quét qua, Tần Lỗi lập tức bị đánh cho lảo đảo, lập tức ngừng lại. Thi đấu danh sư liên quan tới rất nhiều điểm, chính người bị người ta lừa, cam tâm tình nguyện nhận thua thì nên trách người không bằng người khác. Ta, Hồng sư ra mặt, Tần Lỗi biết đã hết cách, bờ môi sắp bị hắn cắn nát, tức giận đến mức sắp thổ huyết. Suốt cuộc có chuyện gì chứ? Vốn hắn lời thề son sắt, nhất định có thể thắng, kết quả lại bị người ta dao động một hồi, chủ động nhận thua quả thực quá đáng giận, Quân Nhược Hoan, ta không giết người ta không gọi là tần lỗi. Trong lòng giống giận một hồi. Tỷ thí đã xuất hiện kết quả, Nhược Hoan công tử thành công tấn cấp. Vừa xuống đài, nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong lòng tràn ngập kích động. Vừa rồi khi nhìn nội dung bên trên trang giấy, hắn còn tưởng rằng nhất định sẽ bị đối phương đánh chết, không nghĩ tới thật sự thành công. Thi đấu danh sư tiến vào trước 8 đây là thành tích hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đa tạ trương sư hắn cung kính ôm quyền trước kia trong lòng còn có tâm tư khác mà bây giờ hắn đã hoàn toàn không có kẻ trước mắt này thoạt nhìn đần độn thế nhưng so với hắn tuyệt đối ngươi sẽ bị hố tới chết người không đền mạng không cần khách khí người hố đối phương thảm như vậy nhất định hắn sẽ xin sinh tử chiến về phía ngươi trước tiên không nên vội vui vẻ chuẩn bị làm sao chiến thắng hắn đi. Trương Huyền nói, ừm, um, nhược hoan công tử gật đầu. Giữa các danh sư có mâu thuẫn không thể hóa giải, có thể xin sinh tử chiến, mãi đến khi một phương bỏ mình mới kết thúc. Tần lỗi này bị hắn làm cho sắp điên mất, mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều danh sư như vậy. Chỉ sợ thi đấu kết thúc sẽ đi xin sinh tử chiến. Một khi tổng bộ đồng ý sẽ rất có khả năng trực tiếp tỉ thí. Chỉ là, sinh tử chiến, Tổng bộ sẽ rất ít khi đồng ý, coi như là đồng ý, hắn ta cũng chưa chắc sẽ thua trong tay đối phương. Nhìn tờ giấy mà trương sư đưa cho, rất nhiều chỗ thiếu hụt bên trên chiêu số của đối phương đã được hắn ghi nhớ. Nếu lợi dụng, ai chết vào tay ai còn chưa biết a. À. Trương sư, đối thủ cửa này của ngươi là vị trường thanh tử kim tông, ta đã nghe nói qua cái tên này, hết sức lợi hại, phải cẩn thận. Không đi nghĩ những việc này nữa, vẻ mặt nhược hoan công tử nghiêm túc nhìn qua tỉ thí chỉ đánh một lần một lá thăm, về sau hoàn toàn có thể đoán ra được đối thủ. Người mà trương sư phải đối mặt gọi là vị trường thanh, là siêu cấp thiên tài của tử Kim Tông. Người đã nghe qua, trương huyền nhìn qua, người này mặc dù chưa đi đến 10 vị trí đầu của tiềm lực bảng, nhưng cũng không phải là hắn yếu, mà là tu vi có chút thấp, giống như ngươi. Đều là hóa phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi thấp như vậy cũng có thể vào tới top 16, trình độ phương diện khác có thể nghĩ. Nhược hoan công tử nhíu mày, nói. Trước đó tỷ thí ta đã chuyên môn nhìn qua, là so phụ chức nghiệp trợ tu luyện khí, ép đối phương nhận thua tại chỗ. Ừm, Trương Huyền cũng gật gật đầu. Trận kia tỷ thí hắn cũng đã nhìn, quả thực tên này rất mạnh. Cường giả hóa phàm tam trọng đỉnh phong, luyện khí đã vượt qua tứ trọng, nếu không có thực lực nhất định thì sẽ không thể nào thành công được. Chỉ là, bên trong chức nghiệp phụ trợ của hắn cũng không có luyện khí, nhất định cũng không khiêu chiến được, nhưng nếu là khiêu chiến luyện đan của bản thân, thật sự có chút phiền phức. Chương 1045, tỷ thí thuần thú 1. Mặc dù hắn là luyện đan sư tứ tinh, thế nhưng lý là thông qua biện đan có được huy chương, nếu như luyện đan hoàn toàn không hiểu a ah. hát. Nếu như đối phương thực sự muốn khiêu chiến luyện đan tại chỗ, một khi cái gì cũng không luyện chế ra, nhất định sẽ thất bại. Chỉ là, luyện đan cần rất lâu, còn cần chuẩn bị rất nhiều dược liệu, trong lúc thi đấu danh sư cũng không dễ dàng xuất hiện như vậy. Dù sao chức nghiệp phụ trợ của hắn rất lợi hại, người chỉ cần cự tuyệt khiêu chiến là được, về sau coi như so cái gì cũng không đáng kể. Nhược hoan công tử nói, vị trường thanh này, tu vi bản thân không được, thế nhưng lại cực kỳ am hiểu về chức nghiệp phụ trợ tu. Bên bọn họ, mặc dù không có cơ hội lựa chọn hạng mục tỉ thí, thế nhưng lại có một lần quyền cự tuyệt, nếu thực sự không được, chỉ cần cự tuyệt là được bên này đang thương nghị nên đối phó như thế nào? bên tử kim tông thì mây đen tràn ngập. vị trương sư này một đường quá quan trảm tướng ngày càng ngạo nghễ, ta sợ người rất khó vượt qua được hắn. một vị trưởng lão của tử kim tông nhíu mày nói: đúng vậy a, à, hắn hầu như không có bất kỳ nhược điểm gì cả, sao thế nào đây? ai cũng không quá xem trọng vị thiên tài trong tông môn của mình. đổi lại là những người khác coi như là tuyển cũng có sức liều mạng thế nhưng đối mặt với vị biến thái này bất kể nhìn thế nào bọn họ cũng đều cảm thấy bất lực phương diện danh sư của hắn quả thực không có kẽ hở nhưng ta không tin chức nghiệp phụ trợ tu cũng có thể lợi hại như vậy trường thanh này híp mắt lại nói thứ hắn am hiểu nhất chính là phụ trợ tu hắn không tin dùng cái này cũng không có cách nào vượt qua đối phương ta đã tìm người nghe ngóng hắn có bốn chức nghiệp phụ trợ tu theo thứ tự là giám bảo sư ngô tinh trận pháp sư tứ tinh Y sư Tứ Tinh và thuần thú sư Tứ Tinh. Trường Thanh này bẻ ngón tay tính toán. Nghề nghiệp phụ trợ tu của ta là luyện khí sư Tứ Tinh, trà đạo sư Tứ Tinh, thư họa sư Tứ Tinh và thuần thú sư Tứ Tinh. Nếu có gặp nhau, chỉ có chức nghiệp thuần thú là có thể so sánh. Chỉ có điều, chỉ có chức nghiệp này cũng đã đủ rồi. Đủ sao? Không phải ngươi muốn khiêu chiến chức nghiệp thuần thú của hắn đó chứ? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Thuần thú rất là phiền phức. Danh sư tỷ thí chức nghiệp phụ trợ tu, nếu trùng lập thì mới có thể so sánh. Nếu không, người hiểu luyện khí, người khác không hiểu, như vậy có so cũng không công bằng. Mặc dù Trương Huyền còn có rất nhiều chức nghiệp phụ trợ như luyện đan sư, thư họa sư. Chỉ có điều, đều không có đạt tới tứ tinh, cũng không tính là gì. Điểm duy nhất mà hai người giống nhau, đó chính là thuần thú. Loại quy củ tranh tài này, Trương Huyền cũng không rõ ràng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ khiêu chiến hắn luyện đan cho nên làm hắn không công lo lắng một hồi. Chỉ là, thuần thú cần sớm chiều ở chung với linh thú, có đôi khi vì thuần phục một đầu mà chỉ ít cũng tốn mấy năm công phu. Mà tỉ thí thi đấu danh sư, tình huống bình thường bên trong thời gian một nén nhang đã có kết quả rồi. sau so thứ này, có chút vội vàng đi. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt, thuần thú nhất đạo, tuyệt sẽ không thất bại. Hai mắt trường thanh sáng lên. Người có tự tin là tốt rồi, chỉ có điều, nếu như không thành công thì cũng đừng miễn cưỡng đúng vậy a à, nếu như thua thì nhất định phải khách khí một chút sau khi trở về tông môn ta sẽ xin ban thưởng cho ngươi nếu thực sự không được bây giờ ngươi cứ nhận thua đi như vậy còn có thể duy trì phong thái của tông môn chúng ta tất cả trưởng lão đều không có lòng tin quá lớn đối với hắn trường thanh rất là xem thường nghĩ các ngươi là người bên ta hay là bên trương huyền kia không cổ vũ thì cũng thôi đi, lại còn cảm thấy nhất định sẽ thất bại. Quả thực là loạn. Hừ, Trương Huyền, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, để cho đám lão gia hỏa này im miệng. Cắn răng, trong lòng trường thanh niên cuồng quát. Nắm đấm siết chặt, nhấc chân đi về phía lôi đài. Lần tỉ thí này đã không còn riêng là vì tranh 10 hạng đầu, mà càng quan trọng hơn là tôn nghiêm của hắn. Hắn muốn vì tôn nghiêm mà đứng dậy, vượt qua vị trương sư này đồng thời còn chứng minh bản thân trên lôi đài chữ đinh nhìn về phía thanh niên đứng ở đối diện trường thanh cắn chặt răng tạo ra tiếng ken két vang vọng trương huyền không hiểu ra sao dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu tử này a à, làm sao lại giống như có thủ giết cha mối hận đoạt vợ vậy chứ ánh mắt có chút nghi hoặc hắn thử hỏi một câu trước đây chúng ta có quen biết hay sao không nhận ra chỉ là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi Trường Thanh hí dài một tiếng. Ta chọn tỉ thí chức nghiệp phụ trợ tu, cũng chính là. Tỉ thí thuần thú, trương sư có dám tiếp nhận hay không? Thuần thú, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra loại tỉ thí này, trương huyền nhíu nhíu mày nói. So thế nào? Rất đơn giản, người cũng là thuần thú sư tứ tinh, như vậy nhất sẽ có thú sủng của bản thân. Không bằng chúng ta triệu hoán nó tới, cho đối phương thời gian một nén nhang bồi dưỡng tình cảm. Trong khoảng thời gian này, ai có được độ trung thành cao hơn thì kẻ đó sẽ chiến thắng. Trường Thanh nói, trao đổi thú sủng, cho thời gian một nén nhang để thuần phục. Ngươi xác định chứ, vẻ mặt Trương Huyền rất là cổ quái nhìn qua đối phương. Ý tứ của đối phương rất đơn giản, ngươi thuần phục thú sủng của ta, ta thuần phục thú sủng của ngươi, ai có thể làm cho thú sủng của đối phương có độ trung thành cao hơn thì kẻ đó sẽ chiến thắng. Đây cũng là thủ đoạn tỉ thí thường gặp giữa các thuần thú sư. Chỉ là... Tên này thực sự muốn so thuần thú với hắn sao? Đương nhiên. Vị Trường Thanh cười lạnh, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ tự tin. Sao vậy, muốn đoạt giải quán quân, đứng đầu mà lại lo lắng thủ đoạn thuần thú của ta, không dám tỉ thí sao? Vậy được rồi. Thấy đối phương đã thành khẩn yêu cầu như vậy, Trương Huyền gật đầu. So thuần thú với Trương Sư, cái tên này không phải đã điên chứ? Sau khi nghe rõ yêu cầu tỉ thí của đối phương, Triệu Phi Vũ dùng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ đần, tràn ngập sự đồng tình. Người không thấy Trương Sư Thuần phục yêu thần thú, tổng cộng cũng không tới hai hô hấp, Sau so thứ này với hắn. Đây không phải là tự mình tìm đả kích hay sao? Bọn hắn đã nhìn thấy người tự tìm cái chết, thế nhưng chưa từng thấy người nào như đối phương. Khóe miệng mấy người khang đường chủ cũng giật một cái. Trương 1046, tỷ thí thuần thú 2. Mặc dù vị trương sư này thuần thú, bọn hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua nhưng hôm nay khi khảo hạch đường chủ thú đường hàn sung từng chính miệng nói qua quá trình trước đó ngay cả linh thú mà hắn tốn mấy năm cũng không thể thuần phục cũng đã bị trương sư thuần phục ngoan ngoãn ở nhà trông sân nhỏ người xác định có thể thắng hắn hay sao có thực lực đánh một trận vị trường thanh là thiên tài nổi danh thuần thú ta nghe nói hắn từng tham gia giải thi đấu thuần thú đồng thời cũng lấy được ngôi vị quán quân đúng vậy a à, ta cũng đã nghe nói không phải trương sư đã đồng ý so cái này hay sao? Thuần thú không thể so với hạng mục khác của danh sư, năng lực bản thân mạnh là được. Càng quan trọng hơn là còn cần có đầy đủ bảo vật và thủ đoạn nữa. Chỉ sợ tỉ thí trước tám sẽ nguy hiểm. Khác với vẻ mặt của đám người triệu phi vũ, những danh sư khác không biết rõ tình hình đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua. Thuần thú khá là phiền toái, không riêng gì năng lực của bản thân mạnh là được, mà còn phải có đầy đủ bảo vật nếu không không hấp dẫn được sự chú ý của linh thú làm sao có thể bồi dưỡng độ trung thành cơ chứ vạn quốc liên minh rõ ràng yếu kém hơn tử kim tông nếu chỉ tính thuần thú tỷ lệ chiến thắng rõ ràng đã thấp hơn rất nhiều mau nhìn thú sủng của hai người đã tới bên trong tiếng nghị luận không trung vang vọng tiếng gió rít gào hai đầu linh thú to lớn bay tới rơi vào trên đài chính là yêu thần thú và thú sủng của vị trường thanh Trương Huyền nhìn qua, thú sủng của hắn là một đầu thanh linh thú cực lớn, cấp bậc đại khái là hóa phàm tứ trọng sơ kỳ, rõ ràng đã kém hơn một mảng lớn với yêu thần thú. Đây là thú sủng của ngươi, còn tưởng rằng thú sủng của đối phương sẽ sắp xỉ với hắn, cho nên hắn có tự tin tuyệt đối, sẽ thu được độ trung thành cao hơn. Ai ngờ thú sủng vừa tới lại cường đại như vậy, vẻ mặt vị trường thanh rất khó coi, có cảm giác như muốn khóc hóa phàm tam trọng đỉnh phong bình thường có thể thuần phục một đầu linh thú hóa phàm tứ trọng, cũng đã không tệ rồi. Ngươi thuần phục một đầu hợp linh cảnh, làm sao có thể làm được cơ chứ? Ừm, ngươi bắt đầu trước đi, ta cũng không vội. Trương Huyền gật gật đầu, lại mở miệng nói với yêu thần thú. Vị vị sư này muốn thuần phục ngươi, ngươi phối hợp với hắn thật tốt ga. À? Giống, yêu thần thú sửng sốt một chút, vặn cái đầu lâu to lớn qua nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa hồn lực áp bách cường đại giống như là ngọn lửa muốn đốt cháy hắn sạch sẽ ta cảm nhận được cỗ uy áp này khóe miệng vị trường thanh giật một cái thân thể không tự chủ được lay động xém chút đã thổ huyết cái này ngay cả tới gần cũng không làm được làm sao thuần thú đây chứ cổ tay khẽ đảo một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn cắn răng nói yêu thần huynh đây là tinh huyết linh thú hóa phàm ngũ trọng mà ta đã chuẩn bị, không biết người có hứng thú hay không. Bình ngọc mở ra, một cỗ linh khí nồng nạc bay thẳng ra. Tinh huyết linh thú hóa phàm ngũ trọng. Thủ bút thật lớn. Đúng vậy a à, một bình máu linh thú này, ít nhất giá trị cũng phải hơn 10 viên linh thạch trung phẩm A. Không thể ít hơn, có khả năng còn nhiều hơn. Trực tiếp lấy ra cái này cũng sẽ lấy được hảo cảm của bất kỳ một linh thú nào. Lần này Trương Sư phiền vái rồi vị trường thanh đã có chuẩn bị mà đến a hát. Nhìn thấy hắn vừa ra tay đã hào phóng như vậy, phía dưới xôn xao một hồi. Tinh huyết linh thú cấp bậc cao đối với linh thú cấp thấp có lực hấp dẫn cực lớn, rất nhiều linh thú đều nguyện ý vì nó mà khuất phục. Khó trách vị trường thanh này lại dám khiêu chiến thuần thú với trương sư, hóa ra đã sớm chuẩn bị, lại đều đưa thứ này. Nếu như trương sư không bỏ ra được thứ quý giá hơn, chỉ sợ ván này sẽ phải thua. Giống nhìn thấy máu linh thú hóa phàm ngũ trọng, ánh mắt yêu thần thú sáng lên, móng vuốt thô to chợt đưa tới, vồ về phía Bình Ngọc. A, à, không nghĩ tới tên này lại đưa móng ra chộp, khóe miệng vị trường thanh giật một cái rồi nói. Trước đừng có gấp, người đồng ý làm bạn bè với ta thì ta sẽ cho người thứ này. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bà mẹ nó, vốn cho rằng hắn có được máu của linh thú trong tay, nhất định sẽ thu được hảo cảm, Ai ngờ còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, móng vuốt đã dẫm lên trên đầu, nhẹ nhàng đánh một cái, máu linh thú trong tay hắn đã bị cướp đi. Ngươi, đưa máu linh thú cho ta. Xít lên một tiếng, thế nhưng hắn còn chưa nói xong như cũ thì đã lần nữa cảm thấy lực lượng của móng vuốt trên đầu đột nhiên gia tăng. Sắc sắc, lôi đài lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, cứ thế bị ép vào mặt đất. Ta, vị trường thanh khóc không ra nước mắt. Bất kể nói như thế nào hắn cũng đều là danh sư tứ tinh, có mặt mũi của thuần thú sư. Thế nhưng lại bị một đầu linh thú trực tiếp dẫm vào mặt đất. Cảm giác buồn bực mạnh mẽ khiến cho hắn có chút phát điên. Ngươi nghe ta nói, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta còn có đồ tốt. Phốc, cắn răng, hắn còn chưa nói dứt lời thì lực lượng từ móng vuốt trên người lần nữa gia tăng, hắn chỉ cảm thấy xương ngực răng rắc vài tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kế tiếp, ngón tay đã thấy tê dần, giới chỉ không gian đã bị đầu linh thú cực lớn trước mắt lấy đi. ngươi, vị trường thanh cảm giác như phát điên. bất kể nói như thế nào, ngươi cũng là linh thú hợp linh cảnh, có trí tuệ của mình a. À. không ngờ lại trực tiếp cứng rắn đoạt, cũng quá không thành thực. ngay lúc hắn đang thổ huyết thì đã nghe được yêu thần thú ở phía trên gầm rú một tiếng. ngay sau đó thanh âm tràn ngập vẻ cổ quái của trương sư vang lên. yêu thần thú của ta nói, chỉ cần ngươi thần phục nó ngoan ngoãn làm nhân sủng của nó thì nó sẽ trả lại chiếc nhẫn của ngươi. Thần phục, còn, là nhân sủng, phốc, hai mắt vị trường thanh tối sầm lại. Đại ca, ta tới là để thuần thú, không phải để thú đến thuần ta nha. Trường 1047, giả vờ chết cái gì chứ? Một, ban đầu yêu thần thú ở ôn ngôn lĩnh chiếm núi làm vua, làm một tên thổ phỉ. Thú đường, mình phủ chủ cũng đã hết cách bắt nó, dám tìm phiền phức, hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh cho mất mặt lại bị ném tới một chỗ xó xỉnh không biết tên thế mà người này vừa lên đến đã muốn thuần phục nó nó không có trực tiếp giết chết đối phương đã coi như nể tình rồi giống móng vuốt nắm bình ngọc chứa linh thú tinh huyết và giới chỉ chữ vật nó lại lần nữa gầm rú một tiếng khụ khụ trương huyền ho khan một tiếng tràn ngập ngượng ngùng phiên dịch thay nó bảo người uống bình máu linh thú này yêu thần thú làm thú sủng của hắn cho nên hắn có thể tiến hành câu thông linh hồn, coi như không hiểu thú ngữ thì những ý tứ biểu đạt đơn giản này vẫn có thể nghe hiểu được. Uống thú huyết, vị trường thanh khóc không ra nước mắt. Máu linh thú, chỉ hữu dụng đối với linh thú, người uống, không những vô dụng mà không cẩn thận còn có thể mọc đầy lân phiến và lông tóc, giống như quỷ mị. Thậm chí không cẩn thận còn có thể trực tiếp trở nên quái dị, mất mạng. Không phải người nào cũng có thiên đạo chân khí, có thể hóa giải lực lượng cuồng bạo trong đó giống. Thấy hắn không có động tính, yêu thần thú lần nữa gào thét, mở bình ngọc ra, đã muốn bỏ vào trong miệng hắn. Trương sư, cứu ta, ta, không thuần phục nó. Sắc mặt tái nhợt, vị trường thanh thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Nhìn tư thế của đối phương. Có lẽ không chỉ muốn đem linh dịch đút cho bản thân uống mà ngay cả bình ngọc cũng sẽ nhét vào trong miệng hắn. Nếu như hắn không mở miệng nói, chỉ sợ không cần tiếp tục điệu thấp, sẽ không kiên trì được mấy hơi thở mà sẽ mất mạng tại chỗ đây là tình huống gì chứ hắn đảm bảo chạy tới thuần phục linh thú của đối phương ai ngờ những người kia căn bản không ra bài theo lẽ thường linh thú của người khác nhìn thấy tinh huyết của linh thú hợp linh cảnh sẽ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lấy lòng mà thứ này thì rất tốt lại xem như rác rưởi đồng dạng còn muốn đút cho bản thân hắn ăn người không giết chết bản thân ta thì sẽ không vui hay sao a à? Đường đường là thuần thú sư tứ tinh, bị linh thú dẫm vào mặt đất, yêu cầu thuần phục, chuyện này là sao đây? Được rồi, yêu thần, đừng làm rộn. Thấy nếu như lại tiếp tục, tên này sẽ thực sự mất mạng ở đây, trương huyền quát lớn. Giống, vẻ mặt rất không tình nguyện, yêu thần nâng móng vuốt lên, ngạo nghễ đứng ở một bên lôi đài, còn giới chỉ chữ vật, bình ngọc các loại cũng không trả về cho đối phương. Nói đùa, đồ vật tới trong tay nó đã biến thành chiến lợi phẩm của nó, còn muốn trả lại sao nằm mơ đi khụ khụ phun ra hai ngụm máu tươi vị trường thanh giấy dụa đứng dậy khuôn mặt trắng bệch thuần thú còn chưa bắt đầu thì đã bị linh thú đánh cho sắp chết nếu chuyện này truyền đi chức vị thuần thú sư này cũng không cần phải làm nữa thực sự không chịu nổi người này a à hát hắn dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía yêu thần thú muốn lấy giới chỉ chữ vật và thú huyết về chỉ thấy ánh mắt nó lại chừng một cái làm cho hắn bị dọa đến mức không kìm lòng được run rẩy rụt lại phía sau lấy cái giám a hát nhìn bộ dạng của đối phương không có đánh chết hắn cũng đã coi như đã cho mặt mũi lắm rồi nước mắt chảy ra ta tới đây là để tìm tôn nghiêm làm sao lại còn mất mặt hơn so với vừa rồi a à? xem ra ở ải thú sủng của ta ngươi không có được đến một điểm độ trung thành ngươi còn cần so nữa không trương huyền nhìn qua phía hắn rồi hỏi song phương thuần phục thú sủng của đối phương, sau đó lấy độ trung thành cao thấp để quyết định thắng bại. Hiện tại ngay cả một điểm độ trung thành hắn cũng không có lấy được từ chỗ yêu thần thú, như vậy nếu có tiếp tục nữa cũng không có tác dụng, đã không có ý nghĩa. Đương nhiên nếu môn tiếp tục, thuần thú coi trọng cơ duyên, cũng chưa chắc người đã hơn ta quá nhiều, nếu như người cũng giống như ta. Ngay cả thuần phục cũng không được, như vậy nhiều nhất chúng ta cũng chỉ là ngang tay. Vị trường thanh cắn răng một cái thời gian đã không còn lại nhiều lắm hắn không thu phục được đầu yêu thần thú này như vậy đối phương cũng chưa chắc đã có thể có được một điểm độ trung thành của thanh linh thú không cẩn thận cũng có thể là ngang tay như vậy chỉ ít còn có thể tìm về một ít mặt mũi ngươi xác định vẻ mặt trương huyền rất là cổ quái ngươi xác định chứ nhìn thấy bộ dáng này của hắn vị trường thanh còn tưởng rằng hắn không dám hắn cười lạnh hai tay chắp ra sau lưng lần nữa khôi phục lại vẻ tự tin lại quay đầu nhìn về phía thú sủng bên người thanh linh vị trương sư này muốn thuần phục ngươi chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được tranh khí thay ta sau khi trở về muốn cái gì sẽ có cái đó thậm chí tìm kiếm cổ mạch khiến cho huyết mạch của ngươi tiến thêm cũng không phải là vấn đề quá lớn giống nghe được lời hứa hẹn từ chủ nhân trong đôi mắt to của thanh linh thú tràn ngập vẻ kiên định cái đầu vội vàng gật một cái vô sỉ quá vô sỉ. đúng vậy a. À, vừa rồi trương sư đã dặn dò yêu thần thú phải phối hợp thật tốt. hắn ta thì tốt rồi, lại trực tiếp yêu cầu thú sủng của mình không khuất phục, như vậy còn thuần thế nào nữa chứ. đây chính là gian lận. luôn miệng nói công bằng, thế nhưng lại cho thú sủng của mình chỉ thị rõ ràng như thế, quá mức. nghe thấy lời nói của vị trường thanh, tất cả mọi người dưới đài đều xôn xao. vừa rồi trương sư đã dặn dò yêu thần thú phải phối hợp thật tốt. Kết quả ngươi không thuần phục được, lại còn bị đánh một bữa. Đây chính là ngươi bản lĩnh kém, bây giờ người ta muốn thuần phục thú sủng của ngươi. Thế mà ngươi lại yêu cầu như vậy, còn cố đưa ra ban thưởng. Có biết xấu hổ hay không? Đã là tỉ thí thuần thú, đương nhiên phải tỉ thí dưới môi trường công bằng. Làm như vậy, quả thực mới có phong độ của danh sư. Mất mặt ah, à mất mặt. Mấy trưởng lão của tử Kim Tông không nghĩ tới thiên tài Tông Môn lại làm như vậy mỗi người đều đưa tay che khuôn mặt. Chuyện này là sao? Lần này coi như thắng, cũng không có cách nào gặp người ta. chương 1048, giả vờ chết cái gì chứ? Hai, vậy ta sẽ bắt đầu. Thấy tên này đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, muốn cho mình thuần phục thú sủng của hắn một chút, Trương Huyền cười khổ rồi lắc đầu. Lại nhìn về phía đại gia hỏa đang ở trước mắt. Giống, xít lên một tiếng, thanh linh thú cũng giống như yêu thần thú, một móng vuốt đập về phía Trương Huyền. Vừa rồi chủ nhân chịu nhục, nó đã nhìn vào trong mắt. Nó cũng dự định khiến cho Trương Sư trước mắt này ăn thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá, nó mới có thực lực hóa phàm tứ trọng sơ kỳ, so với Trương Huyền vẫn còn kém một đoạn rất lớn. Thân thể nhoáng một cái đã tránh thoát công kích, Trương Huyền đánh ra một cái tát. Phanh! Một cái bà tai vang dội quất vào trên khuôn mặt to lớn của thanh linh thú, tên này còn chưa có kịp phản ứng thì đã lăng không bổ nhào, đầu đâm vào mặt đất, chỉ để lại hai cái đùi to lớn ở bên ngoài, không ngừng giật giật. Trương Huyền nắm giữ lực lượng có thể sánh ngang với hợp linh cảnh trung kỳ, một cái tát đánh tới lực lượng đã vượt qua hơn 200 vạn đỉnh. Ngay cả vũ khí linh cấp hạ phẩm cũng có thể đánh cho vỡ vụn, nếu không phải hắn đã hạ thủ lưu tình, có lẽ chỉ bằng lần này, đầu thú sủng này không chết thì cũng phải tàn phế. Đừng nói là phản kháng, ngay cả phản ứng cũng không có kịp phản ứng. Ừ, C. Một cái tát đánh cho linh thú hóa phàm tứ trọng ngã lộn nhào. Muốn làm được như vậy cần lực lượng lớn thế nào chứ? Tất cả mọi người như phát mộng. Linh thú trời sinh đã cường tráng, dựa vào thân thể mạnh mẽ và sức phòng ngự, người cùng cấp bậc căn bản không phải là đối thủ của chúng nó. Nói cách khác, đầu thanh linh thú hóa phàm tứ trọng sơ kỳ này, nếu nói thực lực chân chính, tuyệt đối có thể so với cường giả hóa phàm tứ trọng trung kỳ, thậm chí ngay cả hậu kỳ cũng có thể chiến một trận. Thực lực cường đại như vậy mà bị một cái tát đánh cho đầu cắm xuống trên mặt đất, ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Muốn làm được như vậy cần lực lượng như thế nào chứ? Cũng quá đáng sợ a. À. Phía dưới lôi đài, Ngô Thiên Hào vừa mới bay trở về nhìn thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến mức bờ môi run rẩy. Vốn hắn cho rằng vừa rồi đối phương ném hắn đi chỉ là trùng hợp, chỉ cần hơi chú ý thì chắc chắn sẽ không chịu thiệt mà bây giờ hắn mới biết may mắn đối phương chỉ hắn ném đi nếu như vừa rồi đối phương dùng một cái tát như vậy đoán chừng hiện tại hắn đã nằm ở trong y sư công hội không chết thì cũng đã hoàn toàn biến dạng là ngươi nói thực lực hắn rất kém hay sao quay đầu nhìn về phía đồng bạn hắn nói tuyệt giao đồng bạn hắn im lặng không đúng trương sư làm như vậy mặc dù cho thấy thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng trực tiếp ra tay đánh cũng không có cách nào bồi dưỡng được hảo cảm, cũng không có khả năng thuần thú thành công. Đúng vậy a, à. nếu như Trương sư cũng không có độ trung thành, như vậy sẽ giống như vị sư, chẳng lẽ sẽ biến thành tình huống ngang tay. Đáng giận, rõ ràng là Trương sư giành được ưu thế, một khi hòa không phân thắng bại, như vậy sẽ vô cùng phiền phức. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người cũng kịp phản ứng lại bình thường thuần thú đều là lấy ra đồ tốt khiến HCO linh thú không có cách nào cự tuyệt, thu được hảo cảm. Động thủ với nó sẽ chỉ làm cho nó càng ngày càng chán ghét, cũng không có cách nào điều tiết được nữa. Trương sư thân là thuần thú sư tứ tinh, có lẽ rất rõ ràng điểm ấy mới đúng chứ. Làm sao lại trực tiếp xuất thủ, hơn nữa, còn đánh nặng như vậy. Trải qua chuyện như vậy, nhất định thanh linh thú sẽ chán ghét 10 phần, không những không chiếm được độ trung thành mà không cẩn thận còn có thể càng thêm chán ghét. Ha ha, để ta xem ngươi còn thuần phục thế nào. Không nghĩ tới vị trương huyền này lại lỗ mãng như thế, dám đánh trả thanh linh thú. Thân thể vị trường thanh run lên, kém chút nữ đã cười ra tiếng. Lúc trước hắn thuần phục tên này đã tốn dòng dã hai năm, các loại bảo vật tùy ý để đối phương lựa chọn sử dụng. Thậm chí còn cùng đi săn một chỗ, ngủ chung, từ đó mới khiến cho nó ngoan ngoãn thần phục. Mà đối phương thì tốt rồi, một cái tát đã đánh nghiêm trọng như vậy, dùng tính cách cao ngạo của thanh linh thú, không xé nát hắn đã tốt lắm rồi, còn độ trung thành, đừng có mà nằm mơ. Bản thân không có được độ trung thành của yêu thần thú, đối phương cũng không có được độ trung thành của thanh linh thú, như vậy nhiều nhất hai người cũng chỉ ngang tay mà thôi. Thậm chí, nếu nói tới độ thiện cảm, hắn vẫn chiến thắng. "Con!" Ngay khi hắn đang tràn ngập cao hứng thì đã nghe thấy tiếng chiêng đồng vang lên thời gian một nén nhang lại trùng hợp đến lôi đài thi đấu danh sư một nén nhang là một phạm vi đại khái chỉ có điều thời gian đến cũng nên quyết ra thắng bại nếu không cũng khó mà phán định được đã đến giờ coi như có thủ đoạn khác muốn dùng thì cũng không kịp có thể nói hắn đã đứng ở thế bất bại a à, không phải các người nói ta chỉ có thể nhận thua ư không phải nói ta sẽ thất bại ư hiện giờ ta đã đánh ngang tay có được tôn nghiêm vô thượng để xem các ngươi còn nói cái gì nữa. Càng nghĩ càng vui vẻ, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, vẻ mặt ngạo nghế. Trương sư, người không có thuần phục được thanh ưng thú, ta cũng không có thuần phục được yêu thần thú, cửa này coi như chúng ta ngang tay, được chứ? Ngang tay, không sai, cẩn thận mà nói, người đánh thanh linh thú, chọc nó chán ghét, bên trên độ thiện cảm đã thua. Vị trường thanh nói không phải muốn ra vẻ khí độ ư đây chính là khí độ rõ ràng là hắn thua còn nói ngang tay chán ghét ngay khi hắn đang âm thầm đắc ý chỉ thấy trương sư ở phía đối diện lắc đầu lại dùng một cước đá vào trên đùi đầu thú sủng đang giả chết giả chết cái gì chứ còn không mau lên nhận chủ xoạt giống ngay sau đó hắn đã thấy thanh linh thú vội vã từ mặt đất sút đầu ra vẻ mặt hưng phấn đi tới trước mặt trương sư ngã sắp xuống trên mặt đất cái đầu không ngừng cọ đến, giống như là một con chó xù gặp chủ nhân vậy. Ừ, C. Thân thể cứng ngắc, hai mắt vị trường thanh trừng đến mức sắp rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có thể? Không phải đối phương vừa mới đánh qua nó ư, làm sao lại nhận chủ cơ chứ? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? chương 1049, so kiếm một Vị trường thanh thật sự sắp phát điên rồi, vừa rồi hắn đã thông báo muốn thanh ưng thú ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần chống chọi được đối phương thuần phục thì sẽ cho các loại ban thưởng cho nó. Kết quả, trong nháy mắt đã giống như chó xù làm phản, có lầm hay không vậy? Quan trọng nhất là, nếu như đối phương cho ngươi đồ tốt mà ngươi không có cách nào cự tuyệt, máu linh thú cấp bậc cao hơn thì ta cũng nhận. Chỉ tát một cái, thái độ ác liệt không có chút chào đón nào. Sự kiêu ngạo lúc ta thuần phục ngươi ở đâu, tự tôn ở đâu, thanh linh, ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi là linh thú của ta? Càng nghĩ càng giận, hắn giết lên một tiếng rồi vò tới trước mặt. Ngươi thân là linh thú của ta mà lại đi quỳ lại một người khác, hơn nữa còn tâm bốc như thế, quả thực thúc có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhịn. Siêu, còn chưa tới đến trước mặt thì đã thấy có một cái móng vuốt to lớn đi tới trước mặt. Phanh, bị một cước đá trúng, vị trường thanh máu me đầy mặt bay ngược ra phía sau, đầu đâm vào trên mặt đất ngươi, vị trường thanh phát điên, người xuất thủ không phải là ai khác mà chính là thú sủng thanh linh thú của hắn. tên này đã hoàn toàn làm phản, bản thân chạy tới quát lớn nó mà còn bị một cước đạp cho lăn. ta đã thuần phục ngươi hai năm, ở trên thân thể ngươi đã tốn bao nhiêu thứ, số lượng cũng đã đủ mua một tòa thành trì. kết quả, vị trường thanh không nhịn được mà lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. đại ca, ta thật sự đang đi lên tìm về tôn nghiêm a. Cái này, thuần phục rồi sao? Đánh cho một tát còn thuần phục. Vị Trường Thanh thổ huyết, mọi người xem náo nhiệt cũng cảm thấy trong đầu đầy sương mù, có một loại cảm giác như phát điên. Đây là gặp quỷ hay là gặp quỷ, gặp quỷ? Trương sư đánh ra một cái tát thì đầu thanh linh thú này đã ngoan ngoãn nhận chủ, thậm chí ngay cả chủ nhân cũ của mình cũng không cần, một cước đá bay. Làm sao lại có cảm giác giống như nằm mơ vậy chứ? Là đánh thuần thú pháp của trương sư hay sao? Khóe miệng mấy người khang đường chủ, tô sư cũng co giật. Trước đó bọn họ đã nghe triệu nhã nói qua bên trên thuần thú trương sư có loại thủ đoạn này. Chỉ là không thể tin được mà thôi, tận mắt nhìn thấy mới biết được, so với chuyện nghe được còn kinh khủng hơn. Đánh một trận linh thú đã thuần phục, ngay cả chủ nhân cũ cũng không thừa nhận, đây rốt cuộc là thiên lý gì chứ? Mất mặt A-Hát, mấy vị trưởng lão tử Kim Tông lần nữa che chán của mình lại khụ khụ, không cần lại, ta thu ngươi làm thú sủng. Thấy thanh linh thú một cước đá bay vị trường thanh, lại còn không dừng lại lại, sợ mình cự tuyệt, trương huyền gật đầu. Giống, nghe thấy hắn đồng ý, vẻ mặt nó mặt đắc ý đứng dậy, đi tới bên người yêu thần thú, giống như là một tiểu đệ tùy tùng, hưng phấn không nói nên lời. Khi lần nữa nhìn về phía vị trường thanh mặt mũi đều máu tươi, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn. Vị trường thanh che ngực, tràn ngập tâm tắc. Lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu vì cái gì mà vừa rồi Trương Sư liên tục hỏi qua mấy lần, còn tiếp tục nữa hay không? Hóa ra không phải sợ thua, mà là sợ bản thân hắn thua quá khó nhìn. Sớm biết có thể sẽ như vậy thì hắn còn tìm tôn nghiêm cái rắm mà sẽ nghe lời trưởng lão tông môn, ngoan ngoãn nhận thua A. À. Lần này, giới chỉ chữ vật bị cướp, thú sủng duy nhất cũng làm phản, trước khi lên đài, giá trị bản thân không ít. Thế nhưng tỉ thí còn không có kết thúc thì cũng đã biến thành kẻ nghèo hèn ta như vậy có được coi là thắng không? Ngay khi hắn đang buồn bực, thì đã nghe thanh âm của trương sư tiếp tục vang lên. Nếu như cảm thấy không được thì có thể lại tỉ thí một trận. Không so, đánh chết cũng không so, ta nhận thua. Vị trường thanh vội vàng lắc đầu, bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch. Vẫn còn so nữa hay sao? So một lần cũng đã thảm như vậy, lại so tiếp, hắn sợ mình không có cách nào còn sống mà đi xuống. Yêu thần, trả lại đồ vật của người ta đi. Thấy hắn nhận thua, Trương Huyền mỉm cười, khoát tay áo. Giống, yêu thần thú rất là oan ức, cuối cùng vẫn phải ném bình ngọc và giới chỉ chữ vật tới. Cái này, vị trường thanh sững sờ. Thứ này là hắn thuần phục linh thú không thành công, linh thú cướp, dựa theo đạo lý mà nói, xem như trừng phạt đúng tội, coi như không trả thì cũng không có ai nói gì được. Thế nhưng trương sư đã tịch thu mà lại để linh thú ném trả lại, chuyện này khiến cho không thể tin được. Yêu thần không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có chỗ nào đắc tội mong người bỏ qua. Người siêu tập những bảo vật này cũng không dễ, có lẽ nên vật quy nguyên chủ. Trương Huyền thản nhiên nói. Trương Sư, hốc mắt đỏ lên, vị trường thanh sắc mặt tái nhợt. Vì sao có câu gọi danh sư, đây mới gọi là danh sư A. Vì vượt qua đối phương, bản thân hắn đã thi triển không ít thủ đoạn bị ổi mà đối phương biết rất rõ ràng nhưng lại thản nhiên tiếp nhận. Sau khi Quang Minh Chính Đại đánh bại bản thân, không những không có tức giận mà còn mang đồ vật giành được trả lại. Phần hàm dưỡng này, phần khí độ này khiến cho hắn cảm thấy mình tựa như tôm tép nhãi nhép, hèn mọn và buồn cười. Về sau, ta sẽ tùy tùng trung thành trương sư, ai dám nói xấu hắn một câu nói, coi như ta dùng sức lực một đời thì cũng phải khiến cho hắn xin lỗi. Nắm đấm siết chặt, trong lòng vị trường thanh lập ra lời thề chương 1050, so kiếm 2. Danh sư lợi hại, có học sinh, có tùy tùng, những người theo đuổi mang theo tín ngưỡng đi theo sau lưng, vì đó mà truyền bá thanh danh, bồi dưỡng hậu bối. Muốn danh dự truyền khắp thiên hạ, như vậy ắt không thể thiếu những người theo đuổi này. Trương Huyền cũng không có nghĩ đến, chỉ là thuận miệng nói một câu mà đã bắt được một vị danh sư tứ tinh làm tùy tùng. Vị trường thanh nhận thua, cũng tương đương với việc Trương Huyền thuận lợi tấn cấp lúc này các khác lôi đài cũng đều có kết quả tám người đứng đầu long trọng xuất hiện hai vị thiên tài có tiếng ủng hộ lớn nhất là la tuyền liêu vũ trí xuất hiện điều khiến hco trương huyền có chút ngoài ý muốn chính là không ngờ tống siêu cũng có mặt xem ra mặc dù tên này gặp hắn mới trở nên đần đột thế nhưng trên thực tế lại không chịu nổi như vậy là thực sự có bản lĩnh nhược hoan công tử dựa vào sự giúp đỡ của hắn cũng lấy được một vị trí chỉ có điều trương huyền cũng biết kế tiếp muốn thắng, chỉ sợ rất khó, cho nên hắn cũng không quản nhiều như vậy nữa. Được rồi, hiện tại tiến hành 4 trận tỉ thí, 18 người danh sư đứng đầu phân biệt đi vào lôi đài của mình. Lôi đài chữ giáp là vạn quốc liên minh quân nhược hoan đối chiến với La Tuyển Lưu Vân Tông. Lôi đài chữ ất vọng Giang Tông Tất Giang Hải đối chiến với Hàn Thanh Tông Tống Siêu. Lôi đài chữ đình vạn quốc liên minh Trương Huyền đối chiến với Hàn Khí Tông Lưu Vũ Trí. Hồng Sư tuyên bố trận tỉ thí tiếp theo. Liêu Vũ Trí. Nghe được tên đối thủ của mình, Trương Huyền sững sờ. Tên này trước đó hắn đã nghe qua, là siêu cấp thiên tài gần với La Tuyền, đã từng đoạt giải quán quân đứng đầu. Không nghĩ tới trong tỷ thí từ 8 lấy 4, bản thân hắn lại gặp phải. Trương Sư, vị Liêu Vũ Trí này người phải cẩn thận, Tỷ thí trước đó ta đều nhìn qua. Gần như đều là luận võ, hơn nữa mỗi lần đều là dùng phương thức nghiền ép để chiến thắng đối thủ, Tô Sư đi tới trước mặt Trương Huyền rồi nói. Vừa mới ra trận đã cùng với một vị tuyển thủ khác của Bạch Dương Tông đối chiến, Ba Kiếm đã đánh cho cánh tay đối phương không nhấc lên nổi, chủ động nhận thua. Ba Kiếm Ừm, Ba Kiếm đã là số lượng nhiều nhất mà hắn dùng trong trận đấu, trận đầu, thậm chí không có rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đã đánh ngất đối thủ. Khuôn mặt Tô Sư rất là ngưng trọng. Khi lưu vũ trí tỉ thí, trên cơ bản Trương Huyền đều đang so tài, vì vậy người đối chiến với hắn, hắn không có thời gian tìm hiểu qua. Nếu như ta đoán không sai, mặc dù hắn chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong, mà thực lực chân thật, so với nửa bước hợp linh cảnh cũng không kém hơn chút nào. Tô Sư nói tiếp, Trương Huyền gật đầu, chọc thanh cảnh đỉnh phong đã nắm giữ thực lực không kém gì nửa bước hợp linh cảnh, vị lưu vũ trí này quả thực rất đáng sợ. Phải biết rằng, bản thân danh sư đã vô địch trong cùng cấp bậc, một cấp bậc thấp mà còn có thể vượt qua được danh sư cấp bậc cao, sức chiến đấu có thể nghĩ. Bắt đầu, lại nói hai câu, thấy đối phương đã đi đến lôi đài, Trương Huyền cũng không do dự nữa mà nhấc chân đi tới. Lúc này khí thế toàn thân Lưu Vũ Trí cũng thiêu đốt đến mức cao nhất, cả người giống như là một đạo kiếm mang sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ tuốt ra khỏi vỏ. Trương Sư, ta khiêu chiến người kiếm pháp, kính xin chỉ giáo thấy hắn đã đi tới lôi đài, ánh mắt liêu vũ trí quét ngang tới. Được, vừa vặn đoạn thời gian trước ta học một bộ kiếm pháp, còn chưa thử qua. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn nói chưa thử qua, không phải là khiêm tốn, mà là sự thật, chẳng những chưa có giao thủ qua với người khác mà ngay cả diễn luyện cũng không có diễn luyện qua. Nói cách khác, bộ kiếm pháp kia, từ khi học được cho đến bây giờ chỉ là thôi diễn trong đầu, chưa bao giờ dùng vào thực tế. Cho nên uy lực cụ thể lớn bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Chính là bản gia tăng của Thiên Đạo kiếm pháp ban đầu hắn tu luyện ở trong đầu trên đường đi tới Băng Nguyên Cung. Ban đầu bắt đầu học Thiên Đạo kiếm pháp, thương pháp đều là chiêu số cơ bản, sau mới sửa sang. Trên cơ bản đều là ý cảnh, ý cảnh không giống, cùng một chiêu số, uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, trong đầu đã có thể tu luyện, thậm chí còn không cần phải tay cầm trường kiếm để diễn luyện từng chiêu học tập kiếm pháp nhưng lại chưa bao giờ luyện qua thậm chí không biết uy lực từ xưa đến nay người kỳ quái như thế chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn hồng sư ta có cái yêu cầu quá đáng thấy hắn đã đồng ý liêu vũ trí nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía hồng sư cách đó không xa mời nói hồng sư gật đầu ta muốn luận võ cùng trương sư mà không bị người khác nhìn thấy không biết có thể thành toàn cho ta hay không liêu vũ trí nói không bị nhìn thấy có thể Hồng sư gật đầu mỗi một vị danh sư đều có bí mật thuộc về mình nhất là đối chiến võ kỹ dưới tình huống dưới thực lực ngang nhau cũng không nguyện ý bị người khác nhìn thấy dù sao ai cũng không tình nguyện bại lộ át chủ bài trước mặt tất cả mọi người a à. bởi vậy hắn đưa ra yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý còn thắng bại nếu như thực sự thua coi như không có người quan sát thì hắn cũng không dám không thừa nhận siêu Hồng Sư cong ngón tay búng một cái, sương mù trên lôi đài chữ bính lần nữa dâng lên, giống như trước đó vậy. Biến mất không còn tung tích từ trong mắt mọi người, coi như là cường giả hợp linh cảnh cũng không thể nào thăm dò. Đáng tiếc, một trận long tranh hổ đấu lại không xem được. Đúng vậy a, à, liều vũ trí liêu sư có kiếm thuật thông huyền, mà trương sư thì càng không cần phải nói, sâu không lường được. Ta chờ nửa ngày, vốn cho rằng có thể nhìn trận chiến này mà học được không ít, không nghĩ tới người ta lại không cho nhìn, quá là hại người. vậy ngươi đoán xem trong hai vị này ai có thể chiến thắng? ta cảm thấy là trương sư một đường mà đến, hầu như không có người nào có thể địch nổi. mặc dù liêu sư mạnh mẽ, thế nhưng ta cảm thấy hẳn cũng không phải là đối thủ. ta không cho là như vậy, liêu sư ở bên trên kiếm thuật có trình độ rất tốt, có thể nói là vô địch cùng cấp bậc. tỷ thí trước đó không phải ngươi không nhìn thấy? Hầu như không có người nào có thể chặn lại. Ta sợ quyền pháp, trường pháp của Trương sư mặc dù lợi hại, thế nhưng bên trên kiếm thuật vẫn còn kém một ít. Trận luận võ làm cho người mong đợi nhất, không ngờ lại bị che đi mất, vẻ mặt tất cả mọi người đều mất tinh thần. Đừng nói chuyện nữa, trận tỉ thí của bọn hắn, chỉ sợ đã bắt đầu. Ngay khi mọi người đang thảo luận, trong đám người không biết là ai hô lên, ngay sau đó hộ vệ binh sĩ cầm trường kiếm trong tay đang ở chung quanh đã cảm thấy trường kiếm trong tay mình không tự chủ được kêu to. Giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ phá không mà bay. Là, vạn kiếm tề minh, long ngâm khiếu thiên, hai người bọn họ, là ai, đập đạt đến kiếm tâm cảnh vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1050